nhân dân qua bao nhiêu tiền luôn luôn hồi bây giờ vì duyên nhà duyên đưa trời lại thêm thứ hai đời dương ra rồi đây năm giữ dân gian lo cho quân coi ra gian lâu dài lo cho cơ đầu ngày mai chúng dân sẽ ở ai đã truyền hãy lo trời còn lên đất tiên ra cứ mơ đợi các miền nước non đến kiếm mẹ chúa con số trời đã nhìn đâu còn bao giờ lo sao xây dựng ngôi nhà lo cho ba tháng hoan ca cùng đã chiếu xuống trời còn ở đây như lấy quyền nhà dân qua bao nhiêu tiền luôn luôn ngồi vây chờ nhà dân được bước lên trời lại thêm dân mà rồi đây năm năm giữ dân gian lo cho quốc hoan dân an lâu dài lo cho cơ đà ngày mai chúng dân sẽ đi ơn ai đã truyền là vào bữa nay ngày 26 tây tháng 3 năm 2023 thì ở nhà lên đây livestream đường xưa lối cũ kiểu cũ hồi xưa livestream hồi xưa hôm nay đọc comment với ai ở xa ở gần gì
Ai muốn gọi vô số điện thoại 833-5399 thì kịp bác. Còn ai biết số cá nhân thì cứ gọi điện thoại đọc comment. Đến nay đọc comment cho vui. Nãy giờ thử âm thanh nha quý vị. Sau 4 năm trên mạng, cuối cùng cũng vẫn là người truyền tin. Gần đây trên mẹ với cha cho con cứ nhận số người hâm mộ làm đệ tử để mà sau này phụ giúp. Thì có một số đệ tử mà bữa nay không có gặp mấy đệ tử cũng phải buồn. Alo, Đức thấy có ổn không ạ? Ngoài đó có nghe không nè? Nãy ra bài kính thiên. Âm thanh nghe rõ, sư phụ ơi. Quá giỏi luôn, công nhận lâu ngày không bao giờ cái phòng này. Phòng này mấy năm rồi à, mình đi giang hồ từ ở góc này bụi kia, bức tường nọ, công viên kia, qua tới bên tuốt ở bên chỗ mà cúng Hài Nhi, chỗ Chaperon, nó chỗ mấy mà Thiên Ông Sơn, hai bên ngàn bên Phật bên quỷ, bên kia là ma, bên đây là mấy chư thiên. Cái bên mà bữa anh bắt cúng dòng á là bên đó ớn ớn chỗ mình đi hai kinh á. Rồi mình giang hồ lên xe ven, rồi mình giang hồ xuống xuống đâu ta, xuống chùa. Xuống chùa xong cái xuống xuống tới cái building 420 Business Center. Rồi hôm nay trở về chỗ này cách đây 3-4 năm trước lúc Covid. Lúc mà kia còn bập bẹ trên mạng, chưa có tiếng Việt rành, cũng chưa có hiểu nhiều rành. Hôm nay trở lại chỗ này. Đó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là gần đây kia có lệnh bà trên kêu con giữ gìn sức khỏe và không có ra cộng đồng nhiều vì không có an toàn. Không biết an toàn về thứ gì mình không biết. Phải an toàn về chuyện có ai có người thì hâm mộ, nhưng mà cũng vẫn có người hâm đục nha quý vị. Không phải ai cũng hâm mộ không đâu. Mình cũng không phải là dân chết nhát. Nếu mà đánh tay đôi thì cũng có thể dám, nhưng mà đánh lén thì mình không biết à. Hay như đạo Phật. Rồi hôm nay Kiệt đọc comment, không biết bây giờ ở Việt Nam mấy giờ. Còn những người ở xa đến á, thăm Thiên Long Sơn á, thì cứ lên thăm. Có duyên thì gặp Kiệt, có lúc Kiệt xẹp tới xẹp lui, có lúc thì không xẹp. Thì ở nhà làm được nhiều việc. Ok. Hồ Chí Minh 5 giờ 6 giờ sáng. Người truyền tin, cái gì thấy cái bạn này đúng là phải sửa lời. Có lúc bữa thế nào thứ bảy thì kiệt rảnh thiệt lên thứ bảy, còn nếu không là chủ nhật. Cũng khoảng chiều cái này tại chiều rảnh. Sáng chở gia đình đi Costco rồi vòng vòng, có chiều rảnh đúng không? Không biết kiểu này với kiểu ở ngoài Vietnamese Town, không biết quý vị thích kiểu nào ha? Ok. Cảm này hoài nó không có.
bữa nay ngày đầu tiên trở lại cái phòng này, mấy cái máy móc cũ ở đây, đèn đồ nó cũng còn sẵn, nhiều khi sợ nó lộng cộng á, cũng còn đang chỉnh sửa có gì ổn quá. Chiếu xuống trần làm sao ta đã cầm tay hoài đó bà con, có cách nào không? Bạn tẻo còn được. Nước gì có ổn không? Có ổn không đi? Gần nó mới gần tiếng. Sao gần được à. Hello. Hello. Ok, cái này nghe có bộ được ha. Này nghe được phải không, cái gì? Bên này có người gọi vô. Diệp Trần đang gọi vô. Hello. Chào sư phụ, con là Đi Ngọc Điệp ở bên Úc, ở Australia đây sư phụ. Úc. Australia, cái này con đang ở trên mạng online đó nghe. Nói cẩn thận nghe, nhiều người nghe đó. Con có chuyện gì? Dạ. Ở thành phố nào vậy? Ở thành phố nào? Dạ con ở Brisbane, ở Queensland, Australia. Brisbane. Dạ. Mẹ của con 97 tuổi, bà cũng hơi lẫm rồi. Thì bây giờ con muốn cho bà vô trung tâm hôm đó nay là con đã làm đủ mọi thứ cho bà. Mà chính bản thân của bà thì bà chưa có nhận thức được là bà phải vô thì con đại diện cho bà để con làm hết mọi thứ cho bà được không sư phụ? Ủa, ví dụ như bà không có thích về trời, bà đi thích xuống địa ngục thì cứ để bà đi.
Ông nói vậy phải đẩy người ta như vậy. Tùy duyên chứ. Thì nó đi dài con dấu thỏm, dài kiếp. Nó giỡn chứ cũng tùy duyên thôi, nhưng mà thiên tâm á là mình tự đốt đuốc đi, kịp giao duyên với mọi người trên thế giới cũng là giao duyên tự nhiên, cũng không có marketing, cũng không có ban bệ nhận lệnh của cha, chỉ một mình một người cho tới ngày hôm nay. Thì tất cả những đứa con của cha họ Thiên á, lưu lạc với hồng trần bao nhiêu đời nhiều kiếp quên á, thì gắn nhớ lại, chỉ là người dẫn đường, chỉ hướng và đưa cuốn kinh cách tu tập và nói lên những cái gì mà bề trên kêu cần phải nói để mà đánh thức tỉnh cho mọi người qua cơn sàng lọc. Còn những người nào mà hôm nay không có tự nguyện bằng tự tâm của mình á, mà thì con cháu lên bàn thờ xin giùm cũng được, nhưng mà nó không có phải là được hết. Cũng giống như giờ tự người nào á, thì người đó đó được 100%, còn mình xin giùm á có thể nó 50% thôi à. Cho nên vẫn tốt nhất là tự nguyện lúc mà còn sống á, thí dụ như không biết gì cũng bò ra bàn thờ cha mẹ đó, cừ gục ba gục cũng được, nó hai cái tay chấp không nổi thì cái đầu gục xuống ba cái thì cũng là cái tâm hướng về cha mẹ. Còn hơn là cái gì của mình làm hết thì thôi, mình mấm, mình nhai, mình đút, mình ăn luôn đi. Chứ mình chứ cái gì cũng làm giùm cũng không có nên. Dạ. Kêu bà ra bàn thờ, rồi gục ba lần. Dạ, mỗi ngày con cũng cho mẹ con nghe kinh, rồi con cho đeo cái dấu thiên tâm trong cổ. Con làm cái hình cho bà vô cái certificate, thì con làm được bao nhiêu hay bao nhiêu. Con cái là gia sư phụ có thể, con thiệt là rất tin tưởng. Hello Thái Sơn Hà. Dạ cảm ơn sư phụ. Cảm ơn. Có người tên Thái Sơn Hà mới gọi nói chuyện đi. Đệ tử ở Houston đó con. Dạ hello sư phụ. Hai con khỏe không? Con gán tu tập nhìn hình cha hình mẹ đấy, sư phụ cũng giống cha mà, chẳng qua sư phụ già hơn cha thôi. Cha mấy chục tỷ tuổi, sư phụ có năm mấy tuổi mà sư phụ già hơn cha, thì nhìn hình cha cũng giống. Dạ, không hai ba mình lâu không thấy sư phụ về, cái tự nhiên thấy tâm nó bắt ăn. Dạ. Yeah. Yeah. Thì con cứ ngồi thiền đọc kinh không sao hết. Còn sư phụ vẫn ở đây mà, vẫn Cali mà. Giống như không gặp sư phụ được là không có cái điểm từ vô vị tâm linh á. À, cái đó hả? Dạ. Thì... Nhiều khi khóc mình vậy đó. Đâu, và họ Thiên là Bi Chí Dũng. Gán ngồi thiền đọc kinh để cho mình có cái thanh gươm sắc ở trong đầu phải không? Chém bạc hết, không có gì hết. Nhớ mà, nhìn nhớ. Nghe con những người mà cắt bộ râu dài đó sư phụ. Ồ nhớ mà. Dạ, dạ. Ok, thôi chúc sư phụ sức khỏe để dành cái thời gian cho anh chị em khác. Dạ, sư phụ lâu lên livestream cái này để cho mấy bà con ở phương xa người ta gọi đồ được. Chứ còn bữa giờ cái mình cứ đi vòng không ở xa, người ta không có nói chuyện được. Rồi, ok, con giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ, cảm ơn sư phụ. Rồi. Gặp sư phụ sớm nha. Rồi, sớm, rồi. Dạ. Yeah. Chào, yeah. Bye bye. Ok, Adam, Selina nói kính chú Kiệt cho con hỏi có phải là hướng Đông Bắc trên giờ thiên tâm phải không chú? Hướng Đông Bắc. Rồi nếu mà có tiền thì mua dĩa trái cây, còn không có tiền thì cũng không sao, bó bông, còn có thì là hái bông rừng cũng được, bông ở ngoài lề đường cũng được.
lại hướng Đông Bắc. Rồi tự xin quy từ nay con xin sám hối tất cả những lỗi lầm tội xưa. Có cái bài đâu mà ta nó, giống như xin đó mình đánh gì nè. Hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2023, con tên là Adam Silina, tên Hồng Trần Silina, tên Thiên là Thiên Silina. Hôm nay con xin thành tâm sám hối cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ tất cả 96 dạng ức thiên căn. Thiên là trời, thiên căn từ Thượng Đế gửi xuống cõi ta bà Hồng Trần ô trượt. Con vì tham dục vọng danh lợi tiền tài, hỷ nộ ái ố, gây không biết bao nhiêu nghiệp tội từ vô lượng kiếp. Nay con xin thành tâm sám hối nhờ ơn trên cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Mẹ Phật Mẫu Hồng Ân Hải Hà thứ tha tội lỗi. Thứ tha mọi lỗi lầm cho con, làm lại cuộc đời con nguyện sẽ không bao giờ tái phạm. Từ nay con nguyện ăn lành ở hiền, tu nhân tích đức và nguyện hành theo 12 giới luật thiên tâm để được về cùng cha mẹ ơn trên cõi thiên. Lại 12 lại. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế chứng minh, Nam mô Hoàng Mẫu chứng minh. Vậy thôi, là từ đó nhảy lên cái thiền Bát Nhã. Về trời rất là không có khó. Có một cái là mình có quay đầu hay không. Thì đó, cách vậy nó không có cần thầy, cũng chẳng có cần rùm ra lễ vật. Tự mình quy, tự mình khánh và tự mình lấy kinh ở trên online, cuốn kinh Thiên Tâm đọc rồi cách ngồi thiền. Mỗi ngày ngồi nửa tiếng sẽ về trời. Thiên Tâm Sưng hỏi sư phụ cho con hỏi, khi sư phụ về Việt Nam, sư phụ có thông báo trên mạng cho mọi người biết không sư phụ? Cái đó cũng không biết. Và Đức Thầy là người xuất hiện trước. Hiện giờ Đức Thầy chưa xuất hiện thì sư phụ cũng vẫn là cái trứng rồng chưa có nở, cà lăng ở đây nè. 50% thì gieo cái hạt giống lành của cha mẹ xuống để mà thời sàng lọc, thầy Kiệt đã làm rồi. Cho nhân loại mỗi ngày, mỗi người đều hiểu và quay tâm về hướng cha hướng mẹ. Còn phân nửa, nửa đời nửa đạo mà bài kính thiên đó là chưa có gì hết. Cho nên trứng rồng chưa có nở, mình chưa có biết. Thiên cơ đó quý vị nên nhớ nghe Kiệt nói hoài, giờ nói lại. 80-90% Kiệt biết, còn 10% cha với hội đồng chư Phật giữ ở đó. Đến khi nào xảy ra thì xảy ra. Cả sư phụ của Kiệt là Đức Huỳnh Phú Sổ, ngài cũng là vậy thôi. Cả 80-90% có thể sư phụ biết nhiều hơn Kiệt. Nhưng mà cái quan trọng là Kiệt nói những cái quan trọng để cho mình có sự chuẩn bị. Chứ 4 năm nay mà không có cái phòng này á, mà nói á, thì cả nước Việt rất là hoang mang, nhiều người rất là hoang mang, không biết tương lai vô bờ bến. Rồi qua cái mùa Covid, hôm nay kinh tế khủng hoảng của nước Việt nữa, rất là khổ. Trong bỉ cực nó mới có thái lai, trong cuối đường hầm của ánh sáng. Để mình nói cho dễ hiểu nha, là mình đã đi 90% của đoạn đường này đó quý vị, gắn lên chút. Nhưng mà cái khúc cuối chừng nào nó đánh trống dồn và nó nhiều nạn tai chừng đó. Thì trong những ngày kế tiếp, khi chiến tranh bùng nổ á, là chắc nước mình có bị chết đói á. Tại vì
nước mình rất là cô đơn trên thế giới, giống như con mồ côi của thế giới vậy. Ukraine đó, nó là có phước hơn mình rất vạn lần, ai cũng lo cho nó, cũng viện trợ cho nó. Còn nước mình không ai dám viện trợ, tại viện trợ vô túi riêng của mấy đại ca hết, không ai dám viện trợ như là Phật. Thì cho nên sáu triệu chim hiền có bổn phận phải lo cho những người thiếu phước hơn mình. Thượng Đế cho chúng ta ra hải ngoại là mục đích là để lo cho nước Việt, chứ không phải cho chúng ta ra hải ngoại rồi đẻ con đẻ cái rồi nó loay tùm lum, rồi loay tới 4 năm đời cái mất giống luôn. Không phải như vậy nha quý vị. Hồi xưa Đức Thầy với cha đó là tính rất là kỹ. Đầu tiên á là trên tổng nóc tòa đại sứ Mỹ là trục thăng nó bay cái dù đưa ra để thất hành đội. Rồi kế tiếp á là bắt đầu mình đi theo chiếc Trường Xuân Nhật Biên. Hello dạ yeah. Sau đó cái mình đi Nhật Biên, thì chờ chút để nói xong á chị nói. Thế mình đi vượt biên, hết đi vượt biên rồi bắt đầu mình tới đi ODP, ODP tới HO, hết HO rồi cái bắt đầu mình mới tới gì ta, tới PNC phải không, hôn nhân phải không, hết hôn nhân vợ chồng bồ bịch rồi bắt đầu mình mới tới du học sinh này có con ông cháu cha cũng nhiều, nhưng mà thành phần đó cũng thuộc dạng chim hiền bây giờ á. Đại qua này nó tỉnh ngộ không biết được đúng sai, nó phần quan trọng á. Rồi sau này á, nghèo quá cái mình đi theo diện gọi là diện lao động quốc tế á. Rồi bây giờ lai rai á, thì cũng vẫn còn những diện mà gọi là có tiền nhiều á, 500-600 nghìn đô á, qua Mỹ. Thế thì mình đủ kiểu qua Mỹ hết. Nhưng mà khi mỗi một chúng ta, giàu cho người quốc gia hay là người cộng sản, giờ qua tới Mỹ rồi, mình đều hiểu được cái gì đúng, cái gì sai, cái gì gọi là thật, cái gì gọi là giả. Giàu cho con cho cha nó qua đây nó cũng biết là hồi xưa ba nó gạt nó nữa, chứ đừng nói anh chi mà ba nó bị bác Hồ gạt. Sao gọi quá vậy ta? Ok bắt thôi cái. Hello. Hello. Yeah. I like to be open today. Open what? Okay. 6 triệu chim hiền chờ đến ngày đến giờ để mà bay về tổ, chứ không phải ở bên này rồi sanh bên đây giống như mấy con én gì đó. Nó đi đâu đi thì nó cũng phải về đất liền mùa xuân. Điện thoại nữa. Hello. Hello chú Kiệt. Dạ con đây. Chú Kiệt ơi. Dạ yeah. Rồi cứ nói đi, cứ nói đi, nghe mà cứ nói đi. Dạ con điện thoại, dạ con điện thoại ở Thụy Điển chú Kiệt. Bình Thụy Điển hả? Rồi nói đi, có chuyện gì nói. Dạ con không có chuyện gì hết, con chỉ đang chú Kiệt. Lên livestream thì con muốn gửi lời thăm chú Kiệt thôi. Ok, cảm ơn. Chứ không có gì nói cho hả? Ok rồi, cảm ơn nha, là giữ gìn sức khỏe nha. Hello. Hello. Dạ, hello. À, nghe nha, nói đi. Dạ, em đang coi livestream, em ở bên Na Uy. Na Uy hả? Ở bên mấy giờ vậy? Dạ, hiện giờ Na Uy là đang 1 giờ khuya. Trời ơi, sao không đi ngủ đi? Bên Na Uy 1 giờ khuya còn thức. Dạ, thấy anh Lai Tiêm. Anh Kiệt cho em hỏi thăm. Em cứ nói đi. Dạ, là tại vì số phận của Diêm Thiền ở hải ngoại để giúp đỡ người Việt ở trong nước.
Nếu mà cha mẹ mà cho chị giàu quá đó, chị sẽ không có biết tu tập, cho nên thế gian này là phù du giá tạm mà. Mình khổ nhưng mà mình có tâm hồn cao thượng đạo đức thì mình lại giàu hơn mấy nhà tỷ phú. Mấy cái clip cũ thì có giải thích hả? Có cái người nhà mẫu gì Roger gì đó bị ung thư rồi đó, có máy bay mà cũng không được đi nữa. Trời, cái chuyện đó là chuyện của bác thưởng bác trọng, mấy bác ở chợ bển lo cho dân mình, chứ sức của mình lo đâu có nổi. Đó là chuyện của mấy bác mà, mấy bác dông dân giỏi xong toàn mấy, đó, bác trọng giỏi với mấy bác bển giỏi, mình chỉ lo chuyện lý nhí thôi. Quá đau lòng luôn, nhưng mà mình làm sao làm nổi. Gì hả? Lãnh nhiệm vụ của cha thì bây giờ ngồi chờ cha thôi, chứ giờ cha giáo gì làm đó hà, Kiệt chỉ là người đi làm mướn cho Thượng Đế mà. Cha kêu nửa đời nửa đạo thì lo đạo, thì giờ Kiệt lo phần đạo, gã hồng giống xuống truyền tin, thì bữa nay cũng vẫn là truyền tin nè. Nói chứ muốn có tiền á là do mình phải đọc Lăng Nghiêm nha, lấy cuốn Lăng Nghiêm ra đọc. Khi Lăng Nghiêm đọc, cái tâm nó sáng, cái trí nó sáng. Khi cái trí nó sáng á, nó làm nhiều chuyện có lợi ích thì vẫn là cuốn kinh ha. Nhưng mà còn mình không đọc á, cái đầu của mình á cứ cờ gù cờ gật bài á, là mình suy nghĩ cái gì cũng chặt hết, bỏ dốt nhiều cũng sai hết, thì lấy cuốn kinh ra đọc đi, là từ từ đời sống sẽ thay đổi, rồi chư thiên sẽ gia hộ thêm nữa. Đó là sự thật á. Dạ em cảm ơn nhiều. Dạ, rồi chào. Adam, Selena, chú cho con muốn được, muốn cái certificate của thiên tâm mà con làm sao được? Certificate thiếu gì ở trên mạng đó, rồi download xuống rồi bỏ cái hình vô. Bỏ cái hình vô là xong, thành con của ông trời. Dịp chàng nói sư phụ ơi, hay clip này các nơi xa mới có dịp gặp được sư phụ và live chat, cứ gọi thoải mái. Điện thoại nó gieo nữa nè, tôi bật tiếp. Hello. Dạ, tôi chú Kiệt. Dạ. Chú Kiệt ơi, hồi nãy anh không quên giới thiệu. Thiên tâm anh đào thì điểm rồi, thiên tâm anh đào giữ gìn sức khỏe nha. Bao nhiêu tuổi vậy? Dạ thưa chú Kiệt, con 81 tuổi, con có nói chuyện với chú Kiệt ở cái clip 159 á. Làm sao nhớ lời nổi. Thì giữ gìn sức khỏe nha mấy con của ông trời. Chuẩn bị về để mà đón Đức Thầy trên thế giới. Ừ. Rồi. Rồi nhớ tên rồi, Di Đà Phật chào. Con Thiện Quân chào sư phụ. A Di Đà Phật. Trần Thắng nói, chú Kiệt ơi, cho con hỏi nếu nếu mở nhà hàng bán đồ mặn không giết mổ
thì có mắc nghiệp không? Đồ đồng đá đó thì nó không có mắc nghiệp. Đừng có bán. Hello. Hello. Hello, dạ con Thảo. Ê, Thảo khỏe không? Dạ con khỏe. Thảo ở đâu vậy? Tôi ở dạ. Con ở đâu? Dạ con ở New Zealand. New New Zealand hả? New Zealand là mấy cái hòn đảo ở phía bên gần Indonesia không? Ở dưới chỗ Úc đó bác. Ồ, tốt rồi đó hả? Dạ. Dạ, con chào Thiên, Thiên Thái Tử Thiên Nhãn Thiên Tuấn Kiệt. Trời ơi, thiệt được rồi. Tốt, dạ, thiệt được rồi. 6 năm nay rồi, con chờ chú lâu lắm rồi. Từ lúc một ngày con được sang Mỹ, con được lên lên núi Thiên Long Sơn. Dạ con rất mong được gặp được lại cha lại mẹ. Dạ đó con được gặp mặt Thái Tử, nhưng mà con không có cơ hội vì cuộc sống con bên đây cũng không được khá giả. Dạ, mở điện thoại ra gặp mặt rồi nè. Dạ. Vô điện thoại ra đi gặp rồi. Dạ. Chứ ở bên New Zealand hiện giờ khí hậu làm sao? Tốt hay là? Dạ con đang vô trong mùa thu. Mùa thu dạ, cũng mát mẻ. Dạ vô tới mùa đông tháng 5, tháng 6 là lạnh á. Bữa hổm dạ. Mấy vị nói là bắt đầu trái đất của mình á, sau những ngày tận thế mấy năm nay, 3 năm nay nó đảo lộn khí hậu tùm lum, bây giờ nó ổn định trật tự lại từ từ. Dạ. Dạ con đang cách đây mấy tuần cái này phải tha đó, thấy mình luôn nữa không? Thấy hình đây dạ, dạ, con thấy. Dạ, con thấy má. Dạ, trời ơi, từ lúc mà lần đầu tiên con gặp là trong lúc dịch, năm đầu tiên xuất hiện dịch á, là con theo bác từ lúc đó. Mà ngày xưa theo có đọc kinh không? Dạ, theo mình là phải đọc kinh ngồi thiền chứ không phải là mê tín nha. Mình chỉ là mang xác phàm, nhưng mà cái hồn là con của Thượng Đế thì cha sai xuống ở cái màn này hơi lạ hơn người một chút, một người lạ hơn 8 tỷ người một chút gì thôi chứ không có lạ hơn nhiều. Thì chỉ là mong truyền tin lời thật lời thiệt, không có lời nào giả dối, mong mọi người sớm về đoàn tụ với cha mẹ ở thiên đàng thôi, mục đích có nhiều đó. Nó ngắn ngắn thôi, đừng có nói nhiều nghe, tại cái này nhiều người gọi quá, nó ngắn ngắn thôi. Dạ, gán đọc kinh ngồi thiền lên đi, rồi chờ khi nào Đức Thầy xuất hiện về. Dạ, con rất là ganh tị với mọi người ở Mỹ vì sao vậy? Mọi người được nói Thiên Long Sơn, rồi được lại cha lại mẹ, được gặp ganh tị với mẹ. Rất là ganh tị, con khóc rất là nhiều, tại vì con không được lên đó. Dạ. Sao không có đủ tiền mua vé máy bay hay sao? Dạ, dạ, sống ở đây con không được cái giả máy rồi, không có đủ khả năng đi qua mua vé máy bay rồi. Con cũng không biết đường đi như thế nào, rồi phải xin giấy phép chứ xin visa đó bác. Con không biết làm giấy tờ như thế nào để được qua Mỹ. Ok rồi, mai mốt gặp ở Việt Nam. Chào. Dạ. Rồi, bye bye. Dạ, con cảm ơn bác. Bye bye. Trả lời anh nãy mở nhà hàng mà không có mổ xẻ đồ trong lạnh á thì cũng ok, không có tạo nghiệp, cũng ok, không có gì hết. Quá trời người ngồi vô. Dinh Thanh hỏi chiến tranh Việt Nam tới hả sư phụ Kiệt? Thì Trung Cộng bây giờ nó bắt tay với anh Putin mới không? Nó giờ tao mày bị dí tới đường cùng rồi, bây giờ bị tao với mày phải, tuy là tao không có ưa mày, mày không có ưa tao, nhưng mà tao với mày cùng đột phá dòng dây nha Putin,
Đó là anh Tập anh nói để mình dịch cho quý vị nghe. Tao mày cùng đột phá dòng dây, nếu không á là tao chết mày cũng chết. Nghe Bùa Tinh nói đúng rồi đó, mày chết tao cũng chết, cho nên tao mày đều đột phá dòng dây. Nhưng mà sao mày ngu quá, hồi trước khi tao vừa đánh Diêu Khang nó, mày không đánh Đài Loan lượt luôn đi, để cho nó mệt, cho Mỹ nó mệt. Mày để làm chi cho cả năm, bây giờ tao hết sức rồi, tao bây giờ thân lao bầm dập tao lo tao không xong là làm sao bây giờ. Tại đó tao ngu cho nên tao mới không có cùng đánh lượt với mày. Chứ hồi xưa tao cũng ngu nữa, lúc mà tao còn cái cơ hội để mà tấn công Đài Loan gọi là thuế phủ đầu á, lúc nó chưa có những cái lá chắn đồ, chưa có vũ khí đồ của Mỹ đồ bán, tao không đánh trước. Hôm nay tao mất nhiều cơ hội quá, nhưng mà đường nào tao cũng chết. Giờ tao khôn rồi, tao nhất định tao phải đánh. Tao không đánh là tao chờ hai sắp sửa thằng Trump với Kevin McCarthy á, mà nó ấy nó cũng đánh tao à. Thà tao đánh tao chết, tao anh hùng quanh quanh lực liệt, cứ là anh hùng Tàu đúng không, quân tử Tàu chết trên chiến trường, đường nào cũng chết, đánh cũng chết mà không đánh cũng chết. Thì câu hồi nãy á. Còn riêng Việt Nam mình á, cái anh Tập nói với mấy bác bển, nếu mà có đánh á, tao sẽ cắt giữa tiếng 17 miền Bắc á, tao sẽ thu túm tụi mày theo tao, chết thì chết với tao, sống thì sống với tao, còn miền Nam tụi nó đi đâu nó theo ai kệ nó, chết cha nước Việt bị chia đôi nữa cũng không được. Cái lúc đó Kiệt mới khánh với bà trên, cha ơi, Phật ơi, Đức Thầy ơi, con không muốn nước này chia nhau đánh nữa, nếu mà đánh tiếp tục á, cậu thêm 100 năm nữa, nội mà Bác Hồ đã đi sai đường 100 năm dân khổ rồi, rồi hết nạn thời ông Thiệu ông Diệm 75 cộng sản quốc gia, rồi bây giờ ra tới hải ngoại quốc nội quốc ngoại, rồi bây giờ cái chia tiếp tục Bác Trọng 10 bác lưu lót thì nắm chức trưởng, rồi cộng sản miền Nam không có lưu lót thì ngồi lép dế. Cho nên cứ chia nhau hoài như vậy, đất nước Việt cuối cùng rồi ai khổ? Chỉ có 10 mấy% những người có sân trước sân sau ăn trên ngồi rồi thì là sướng, chứ còn còn dân á 95% thì bây giờ đói nhăn răng đó, quý vị có biết không? A Di Đà Phật. Họ có ăn cầu thì trở lại nhiều quá ta. Thôi nước mình muốn không có chiến tranh nữa, mỗi người làm ơn cầm cái nhang ra ngoài sân á, không có lon sữa bò thì cứ hứng chổng chổng hơi khơi ngoài sân á, cầm vô gốc cây gì cũng được. Xin các chư vị đừng có để cho nước Việt khổ nữa, sớm để mà sum họp đoàn tụ Bắc Nam cũng đoàn tụ, hải ngoại quốc nội cũng thành một nhà, chim hiền về tổ để xây lại một cái đất nước Việt tương lai giàu có hùng mạnh. Đó là mong muốn cái kia. Nhưng mà lơ mơ kỳ này, mà kỳ này nếu mà Trung Cộng nó đánh mình á, nó cho miền thọc bờ sườn nha, nó có sân bay ở bển rồi, hải quân nó có ở miền Tây, ở chỗ ở đòi lấy Phú Quốc nữa ta, cháu tham quá. Rồi cái Hoàng Sa nó cũng có một số vũ khí nữa, nó tấn công vô nó đánh. Rồi ngoài Bắc đó, thì đảo Hải Nam với Hoàng Sa nó có ở ngoài đó nữa. Nhưng mà người tính cuối cùng không bằng trời tính, của Sisa sẽ trả lại cho Sisa. Hồi xưa có mấy vị có nói kiệt đó là Hoàng Sa Trường Sa sau này khi Trung Cộng chia năm sẽ bảy, nó lo nó không xong, hải quân của mình á đi kiếm gòi á, lùa mấy con vịt ra khỏi cái đảo, lấy đảo lại ra khỏi còn phải đánh. Ngay lúc mà lộn xộn, cái thế giới vô thần á sẽ đi vào quá khứ, hài tennis sẽ chìm. Ai muốn cá với mình bao nhiêu mình cũng cá. Tất cả những thể chế cộng sản trên thế giới là cái ví nó như là hài tennis vậy đó, không sẽ không bao giờ tồn tại trên quả địa cầu này.
Cái này là livestream của mình, không có đại tử Ngân ở đây. Đây là thể chất của Karl Marx và Lenin. Liên Xô nó khôn, nó đập tượng Lenin với nó không có còn để Lenin trong cái lồng kính nữa. Còn Việt Nam mình á, đúng ra mình thương bác mình phải siêu bác, chứ mình để bác ở đó hoài chấm cái phong thủy của nước Việt. Rồi ai mà đi vô đó một vòng á, là sẽ ở tù, hoặc là bị đốt củi, hoặc là bị này bị kia. Có một bữa có một người kể cho Kiệt nghe, hồi lúc mà chị rồng lửa mình á, mình gọi là chị nha, bả này cũng đàn chị mình á, miệng bả lanh kêu bả chị. Lúc trước khi mà bị bắt mình đã cảnh cáo rồi, bả cũng là cùng nhảy dù xuống cái kia chung đồng đội, nhưng mà quên đi cái điểm của mình. À, nghe đâu chị rồng lửa đi du ngoạn vô gì đó, đi đâu ta, đi tham quan ở Lăng Ba Định, cái vừa về cái là bị bác mại tóm liền. Bởi vì ai mà đi vô đó một vòng là sẽ có chuyện, tốt nhất là mình nên tiễn bác về trời đi, nếu bác là Phật. Mà dầu cho bác đó là Phật thiệt thì bác cũng đã đi rồi, mà không có cần thiết phải để cái Lăng Ba Đình nằm đó. Đây thể chế vô thần sẽ đi vào quá khứ. Bữa giờ nói chuyện trước Tết tới giờ khô cổ, mình vẫn còn khô cổ. Nhịp chàng hỏi thủ, nếu con làm ở butcher hay cleaner có bị nghiệp không? Nó không có bị nghiệp, tại vì mấy con heo ở Mỹ hay bò ở Mỹ nó giết bằng máy. Còn con làm nó con xẻ thịt đó, thì cái nghề nó cũng không có phải ý hết. Nhưng mình thấy mấy cái đó mỗi ngày mình cũng ám ảnh đó. Ngày nào hay hơn, nhiều tiền hơn, đổi đi. Hello. Hello. Sư phụ. Hello, con chào sư phụ. Nghe này thù nghe. Con tên là Thi Ngọc Diệp, con bút giá máy bay, con dẫn mẹ con qua. Sư phụ. Làm thiệt hả? Thôi ở bển đi, đi qua làm chi tốn tiền vé máy bay. Thôi. Lên trên mạng bật điện thoại cái là vừa nằm chỏng chẳng trên võng trên sofa, vừa ăn cà rem mà vừa coi sướng hơn rồi đi cho cực khổ. Cũng gặp. Ở trên núi lâu hơn, với lại cha lại mẹ lâu hơn. Đợt trước qua cái có chừng có 15 phút cái thành cái viên cái gia đình phải đi về về lẹ. Bây giờ con sẵn dẫn mẹ qua cái lại cha lại mẹ để thăm sư phụ, nhưng mà con không biết là làm cách nào đi vô núi được, lên núi được với số mã số. Có, nói gì ạ? Dạ. Con ngày 7 OK rồi, gặp con ngày 7 tháng 4. Vậy con biết số đâu thì sao con lên? Con cứ tới ra cổng thì lòng sau này có người xuống mở cổng, có lo gì? Cứ nhắn theo cái số này nè. Dạ. Nhắn tin. OK, dạ, ba. Dạ. Rồi con cảm ơn. Tại vì mấy gì cũng ở bển, cái đi không được. Cái con với mẹ con dẫn mấy gì lên luôn là đầu tiên luôn. Ừ, hello. Hai gì kia đâu có tới muốn bao giờ. Con rồi. Canada, con hẹn từng đó con gặp. OK rồi gặp. Từng nào dạ. Ta cứ tới cổng thì không sao đi.
có ông học dạ. Có mở cửa cho lên. Ok con, bye bye. Ok con, cảm ơn rất nhiều. Bye rồi. Bye. Rồi. Thì Tấn Nguyễn hả? Tên gì? Nói bà rồng lửa sinh năm 70. Bà rồng lửa lớn tuổi mình lớn hơn, giàu hơn nữa. Lớn tuổi hơn, giàu hơn, khôn hơn nữa. Mình lúc mà lên mạng mình đâu có lanh như bà. Cứ đẹp không, cứ đẹp không. Ông mình lên mình bập bẹ. Bữa ông có người lên núi. Trời ơi, anh ngày đầu tiên clip số 1, số 2, 3 nói chuyện giống như nít vậy, bập bẹ. Bập bẹ. Giờ bị chửi nhiều quá thì vẫn còn bập bẹ nè. Mặt dày lắm á. 7-8 lớp da. Này mới vui nè. Thiên Nheo nói: chú ơi, con vô đảng 12 năm rồi. Đảng gì con? Đảng cướp hả? Chú ơi, con vô đảng 12 năm rồi. Ồ, đảng đảng viên, đảng viên đảng cộng sản còn phải nói rõ. Tưởng rồi nó nhiều quá, chữ đảng nó nhiều loại lắm. Chú ơi, con vô đảng 12 năm rồi. 2 năm nay con nghe chú, con gửi đơn ra khỏi đảng hoài. Khỏi đảng hoài luôn. Mà họ nhất quyết. Phải nhất quyết luôn hả? Không cho con ra. Con cũng chỉ là giáo viên bình thường. Ủa ra thiếu số lượng sao? Nó phải cần ít nhất 4 triệu người trở lên. Cho nên mấy công an nó thường thường lụm cho dưới quê mà không có học ra làm mang không. Nói cái chuyện này tới cách đây năm tháng năm trước, có một cái bác kia là thượng tướng luôn ha, cái đi qua núi của chú Thiên Long Sơn á, cái ngày nào á, thấy ổng già rồi mà ổng giàu cực kỳ, ổng mua nhà lòng mấy cha, lúc đó thời đó nhà cũng chưa có mắc lắm, 600.000 đó mà trả tiền mặt luôn, cái ổng lên trên điện mẫu lại lại hoài, thấy ngày nào cũng lại, rồi cái xuống nằm giỏng ổng thở han thở dài. Cái hỏi bác sao thở, sao buồn nè. Nói chú ơi, ngày nào tôi cũng lên điện mẫu, tôi xin mẹ cho tôi ra khỏi đảng. Tại vì tôi không có, tôi phải bỏ cái thẻ đảng thì tôi mới lấy được thẻ xanh. Mà tôi cũng xin ra hoài, nó không có cho. Mà tôi cho tôi ăn ngập đầu rồi, nó hứa nó cho tôi ra, cuối cùng nó không cho tôi ra. Ngộ ha. Thì đó có một cái bác chức lớn rồi đó. Chắc bác này ăn no rồi, giờ muốn nằm ngủ rồi, không có phục vụ vô đất nước. Còn con á, là còn nhỏ, cho nên con là giáo viên không, vẫn phục vụ tiếp. Rồi mai mốt tới bác Bùi Hiền lên làm bộ trưởng bộ giáo dục á, phải làm cho đẹp lòng bác Bùi Hiền để bác lên chức cho con. Thế còn trẻ mà ra khỏi đảng uổng. Sư phụ đẹp trai, Vũ Đinh Đà Lạt, đẹp không ta? Vừa mà nói chị hai lửa của mình á, bây giờ mình đặt là chị hai lửa nha. Có đẹp, em đẹp không, em đẹp không, hoặc sò em bự không? Từ nay gọi chị hai lửa đây, rồng lửa thì nó hơi kỳ. Đâu có là cho mới hớt tóc à. Mới hớt tóc. Nó không có cái gì thoải mái bằng mặc áo thun ở nhà bình thường. Ở dưới chân này không có mang vớ nữa. Mà livestream cũng làm được các clip cũng gọn lẹ dễ. Hồi xưa lúc mà bỏ phòng này đi lang thang gần 1-2 năm nay á, cũng không có về phòng này. Rồi bữa nay mở lên rồi điện tử rồi cũng còn hoạt động được là mừng nè.
Con nản với đảng quá chú ơi, con không tha thiết gì hết, mất lòng tin trước khi nghe chú nữa, con thấy không có gì cho con. Có một điều con cần phải học. Quý vị ở trên trời mấy vị nói á, đảng cộng sản không có gì giỏi, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng nói láo á. Quý vị nói vậy, không có chuyện gì mà không nói láo á. The singing of Titanic là sao? Hiếu phạm. Có nghĩa là mình giết. Khi bài Kính Thiên số 1 ra đời năm 1980 á, thì lúc đó chế độ Liên Xô sụp đổ. Tại bên Nga đó, những cái nước Đông Âu đó, nó không còn theo cộng sản. Thì cái bài Kính Thiên số 1 á, là nó xoay chuyển cả cái quả địa cầu của mình. Kính Thiên đã chiếu xuống trần đó. Con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên á, bài Kính Thiên của mẹ. Thì cái đó là một cái bài kinh của trên trời của Phật. Khi bài đó ra đời thì trái đất này bắt đầu thay đổi. Mà nếu mà thay đổi cùng một lúc á, thì nó lại xáo trộn giữa âm chánh và tà. Cho nên bà trên mới cho lại bốn nước còn lại, đó là Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba. Bốn nước cộng sản còn lại tới ngày hôm nay là giống như để mà bốn ba dù giữ thăng bằng lại vậy đó. Rồi khi cái bài Kính Thiên số 2 ra đời là năm 2017, ở trên mới cho bài Kính Thiên thứ hai, Kính Thiên đã chiếu xuống trần, giáng cơ mở đạo, thiên tâm cứu đời. Đó là bài Kính Thiên số 2. Khi bài Kính Thiên số 2 ra đời thì bắt đầu tất cả cái cục viện diện của trái đất này nó xây vào một cái gọi là cực kỳ nguy hiểm và khổ, sẽ có sự chết chóc lúc đó trước khi có Covid nha. Thì bà trên đã nhìn thấy cả khí hậu, lạnh thì lạnh quá, cái nơi thì quá lạnh, cái nơi thì quá nóng, rồi động đất, rồi thiên tai, rồi bắt đầu tới dịch Vũ Hán của Trung Cộng, dài tới ngày hôm nay để mà sàng lọc cái con người của mình. Ai mà vô thần, ai mà vô nhì, ai mà hung dữ thì sẽ chết với Covid. Thì hôm nay mình có 30 triệu người á, tại bên Trung Cộng nó chết tới mấy chục triệu người, thế giới bây giờ 8-9 triệu người, thì khoảng 30 triệu người trong choáng nhóm mắt không đầy mấy năm. Quý vị thấy trong lịch sử nhân loại gần mấy trăm năm nay đâu có trái đất mình đâu có đại nạn dữ như vậy. Thì từ năm 2017, 18, 19 cho tới hôm nay chưa đầy 6 năm, mình chết 30 triệu người. Chớp mắt một cái ở bên Thổ Nhĩ Kỳ cũng động đất thôi, bữa tính ra thì cũng cỡ 50.000 hay 100.000 người nữa. Đó là gì? Giữa chánh và tà. Ở trên trời á, thiện thần với tà thần cũng đấu với nhau chí chóa chẩn. Cho nên mình thấy những năm gần đây á, thiên tượng và bầu trời thay đổi dù dù à. Những cái mà mình không bao giờ mình nghĩ tới, giống như Phượng Hoàng hay là Rồng hay là Phượng Hoàng đỏ mà xuất hiện ở Sài Gòn á, quý vị thấy không? Cho tới mà đây là bản đồ nước Việt Nam, quý vị biết này là bản đồ nước Việt Nam nha. Mà lúc đó Kiệt đã được cái hồn thiên sông núi của nước Việt á, đã dạy dỗ cho Kiệt. Thì ở trong đó có những vị thần, những vị vua của nước Việt, họ về họ dạy Kiệt. Nhưng mà họ là vô vi, Kiệt là nửa người, nửa không phải là con người, nửa người phàm nhưng mà không phải người phàm. Thì quý vị nói làm sao mà để cho nước Việt thức tỉnh để biết là có trời Phật, có những vị thần thánh sau lưng của mình đang uyển chuyển quả địa cầu.
Thì lúc đó mấy vị mới làm ra cái bản đồ nước Việt Nam này nè. Khi quý vị làm cái bản đồ nước Việt Nam này á, để cho những lãnh đạo và những con dân nước Việt á phải thức tỉnh. Ồ sao chuyện lạ. Nhưng mà họ chỉ thấy chuyện lạ rồi cái họ cũng quên. Thì sau đó Phụng Hoàng Lửa xuất hiện ở Sài Gòn để báo động những chuyện không hay xảy ra nữa. Đây là Phụng Hoàng Lửa. Cái Phụng Hoàng xuất hiện ở Sài Gòn, người ta cũng thấy lạ rồi chụp cái đống hình, rồi cuối cùng rồi cũng lơ. Bởi vì chúng sanh nó lì, cực kỳ lì, không có hiểu sao mà phải mà nói chuyện. Đúng ra đó, khi mà mọi người biết kiệt tái sanh mang thân người, là ai cũng phải quản hồn đi phải không? Ai cũng phải tu tập, ai cũng phải thức tỉnh. Không, ở trên phải cho nhiều hiện tượng vậy mà cũng không biết sợ. Tới ngày hôm nay cũng vẫn chưa biết sợ. Rồi cầu này cầu Long Biên đó, ở Hà Nội nha quý vị. Thì câu này là Long Sĩ Long Dĩ Xà Đầu khởi chiến tranh can qua xứ xứ khổ đau binh mã đời dương cước anh hùng tận thân dậu niên lai kiếm thái bình. Cái nghe là những cái hiện tượng này để báo cho mình biết là cái trái đất này nó qua một thời kỳ đen tối. Nhưng mà sau thời kỳ đen tối á, sẽ có một vị Phật, một sức chúng để mà làm lợi cái trái đất này thanh bình và mọi người có cơm no ấm, sống một cuộc đời vui sướng. Đó là vàng kim. Thời vàng kim mà mình nói tiếng của bên miền Tây á, thì là Hội Long Hoa đó, thì có người hiểu nhưng mà Bắc có nhiều người không hiểu. Thì mình nói thời vàng kim tức là thời sung sướng. Thì hôm nay nước Việt trải qua một cái giai đoạn thêm một lần nữa sẽ khổ. Trong những tháng kế tiếp mình sẽ có nhiều thiếu thốn, thiếu về tiền bạc, thiếu việc làm, thiếu thức ăn, thiếu thuốc men, thiếu xăng nhất. Tại khi mà Biển Đông mà tàu mà đánh một cái là mình sẽ không có cái đường nào để mà tiếp tế vô nước Việt hết á. Cái gì thấy á, mấy ông rồng của kìa xuất hiện rất là nhiều lần trong bao nhiêu năm nay à, để cho mọi người biết là rồng phụng trên mây, ai mà có phước sẽ nhìn thấy được rồng phụng trên mây. Thì tất cả những gì bề trên đã làm hết sức mình rồi, và đồng thời kiệt mang sắc phàm nhưng mà kiệt là con của Thượng Đế, tuân lệnh của cha và hội đồng chư Phật, xuống đây mang tiếng người, mang thân người, nói ra tiếng người, nói ra tiếng Việt, để mà đánh thức tỉnh biết bao nhiêu người, để mà dìu dắt con rồng cháu tiên đi đúng đường thuận thiên. Thì 4 năm trước kiệt lập ra cái này để mà ngài mà gọi là còn bập bẹ, để mà cho mình hiểu được là mình làm gì làm mình phải giữ cái nền đạo đức, mình không có cãi được với ý trời. Người nào cãi trời, giàu cho tiền của giàu sang cực kỳ bao nhiêu, cuối cùng rồi buông tay cũng không có mang theo được gì, chỉ mang theo tội mà thôi. Đó làm thú. Kiều mang thân người lên đây nói đến 212 cái clip, tính luôn clip này. Và 4-5 năm nay những lời nói đều là từ trong cái trái tim nói ra, lời thật, lời thiệt. Có những cái chuyện nói nó siêu nhiên. Tại vì ban ngày thì Kiệt lên đây Kiệt là người thường, nhưng ban đêm Kiệt không phải người thường. Kiệt nói những cái siêu nhiên, nhưng mà ngoài kia có những người biết tu tập tâm linh họ hiểu. Cái quan trọng là nó có đúng hay không. 212 cái clip tới ngày hôm nay
những cái gì Kiệt nói nó hoàn toàn có thật, xảy ra 90%. Cái kế tiếp là Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, Đức Thầy xuất hiện, nước Việt sẽ thay đổi, Trung Cộng sẽ chia 5 sẽ 7. Đó là cuối cùng của cái thế giới này, sẽ có chiến tranh thứ ba sẽ xảy ra đều hết, toàn diện hết. Hôm nay người nào mà còn nghi ngờ Kiệt hay là không hiểu nữa thì coi như là Kiệt bó tay bó đuốc, không có biết làm sao mà để nói cho họ hiểu nữa. Bởi vì chỉ cần gán ăn hiền ở lành, gán tu tập, đó là mong muốn của Kiệt. Chỉ có vậy thôi. Càng đông người mà về trời chừng nào á thì Kiệt được cha mẹ khen. Cho nên Kiệt mong quý vị về hết kỳ này đông đông với Kiệt. Chứ còn bây giờ á, gần 4 năm chỉ được có một số nhỏ thôi, không có tới 1/1000 nữa. Họ thiên, họ không có hiểu, họ không có hiểu và bị chướng ngại nhiều quá. Phật tử thì chắc cờ gục cờ gù, còn con chiên thì quá cứng, khó độ. Rồi dân chơi mã tấu thì thôi càng khó nói chuyện luôn. Rồi mấy anh kiến cận nữa, bó tay với kiến cận luôn. Người sân trước sân sau giàu có thì càng không có hiểu mình nói luôn. Cho nên năm loại đó thì đầu hàng vô điều kiện. Có năm loại đó. Hello. Nay điện thoại để sai lần, nhiều người gọi. Cái đọc tiếp comment
Đúng kia ông Trâm có bị gì tố không? Hình như không rồi đó. Thấm trọng rồi mà. Bữa nhiều người lắm, mấy ngày, mấy tuần trước á. Cả đóng người kêu kìa thấm trọng rồi. Món ăn ngon nói chú nói về Bảo đi chú. Hồi Tết thì nói mấy gì nói là khí hậu của trái đất từ từ ổn định lại nha quý vị. Mưa thuận gió hòa. Phải bắt cái điện thoại này cho ai mới gọi hoài ta. Hello. Hello. Chúc mình nói những hương linh, vong linh đã ăn năn sám hối, làm sao để có thể giúp họ được cơ hội đầu thai trong kỳ đại ân xá. Quý vị nên nhớ mình còn một hơi thở cuối cùng khi mang xác phàm, nó cực kỳ quan trọng. Còn Kiên đã từng giải thích, ở trên núi thì có những vong linh nó chết hàng mấy trăm năm. Giờ kêu nó tu, nó không biết tu nữa, nó chỉ đi lang thang, nó xin ăn thôi, tại vì cái tưởng giác của nó cũng đòi ăn đó. Chứ còn mà vong linh đó, mà tu á, mà ngồi thiền á, mình chỉ ngồi nửa tiếng là mình vô định phải không? Còn nó phải ngồi tới nửa tỷ năm á, tại vì không có thân người làm sao mà tu. Cho nên khi thường nói với vị là mình còn mang thân người một phút thì mình phải trân trọng cái xác phàm một phút tu tập để mà mình được nhiều hơn. Còn khi đã thành ma rồi em chỉ có đi phá làng phá xóm, rồi đi đòi ăn đòi uống tối ngày thôi à. Rồi cứ tụ tụ vô trong chùa vậy đó. Ngày nào mà cái người trong chùa mà không có cúng á là bắt đầu tối là kéo chừng ta những cái hành động vậy đó. Mười Ly, con muốn hỏi về ông Thánh Giống có thật không? Thầy ông Kiều Nguyên Tá làm sao á, thì ông Thánh Giống như vậy á. Cộng sản á, đảng Cộng sản họ không... họ vô thần, nhưng mà họ lại tin dị đoan nha quý vị. Họ biết sấm cơ, họ đặt ra một đống thiên tử giả, một đống Phật Di Lạc giả. Họ nghĩ những người này trong tương lai sẽ những cái dù để cho họ nắm nếu mà có chuyện gì phải không? Cho nên tự mình suy nghĩ. Còn làm thiên tử mà cũng có thiên tử giả nữa, thấy tức cười không? Có khi nào vàng vàng giả hay là cục than thành cục vàng không vậy? Cái thật cái giả ai cũng là chánh, ai cũng là tà, nhưng mà làm cái gì có lợi ích cho quần sanh á thì đó là chánh, đó là thật. Bởi vì phải có chánh kiến, phải biết họ ấy, chứ còn hỏi câu bình thường quá. Nhìn là biết rồi. Thiên tử phải có rồng hộ mệnh, họ có ngọc ảnh và có quyền quy ở bên cõi vô hình. Chứ không phải mà nói bằng miệng không đâu quý vị. Ở trong cõi vô hình á, thiên ma đó, nó quýnh lúc nào cũng hay á. Phải có những vị hộ pháp
thì có 18 nhà là hãng hộ nè, có thiên minh thiên tướng rất là đông nè, có mấy ông rồng 4-5 ông nữa nè, nếu không mới sắp phàm không có ngồi để nói chuyện được đâu đó. Còn mà kia ai muốn giả là giả, nhưng mà giả để mục đích để làm gì, mục đích tốt thì cũng không sao, nhưng mà mục đích mà chỉ mà lãnh lương mà cứ giống như cái máy bị ghè vậy, hát tới hát lui có nhiều đó hoài á, không có biết gì khác ngoài đó. Còn lập đạo chỉ có con của ông trời mới lập, còn ngoài ra ít có ai mà dám gan mà lập đạo, quý vị nên nhớ. Tại vì lập cái đạo phải có ấn chứng của Thượng Đế và Hội đồng Chư Phật thì cái đạo nó mới đúng, và người đó phải có chân mệnh, chứ đâu phải là ai xin thì là đúng đâu. Bây giờ ai cũng có quyền nói theo ý của ta mà, mình đâu có bịt miệng của mỗi người được. Có một cái là những người đó thuộc dạng nhà ma quỷ, cho nên họ không có sợ mất xác mất hồn. Thì khi mà họ hết phước của thế gian á thì lúc đó quá muộn rồi, chuyện này cũng không có nổi, xin cũng cố không nổi. Trung Tấn Bà Rịa, Việt Nam bây giờ dân khổ lắm, chú ơi đang chơi bùi vậy. Tất cả những đứa con họ Thiên ở trên nước Việt phải khấn Đức Thầy, khấn Đức Thầy trước, rồi lúc đó Đức Thầy mới ra lệnh Kiệt mới về. Còn bây giờ Kiệt chỉ là người vẫn còn phải giữ cái sắc phàm để mà lo những cái chuyện lớn, chứ tương lai chưa có làm được, để một đời này trọn vẹn rồi đi về với gia đình. Kiếp này thì thành Phật, thì không có tái sanh nữa. Khi mà đưa nước Việt lên hàng cường quốc thì nhiệm vụ đã xong. Họ không nói các môn của Mác Lê cũ sinh viên Việt Nam. Ở trong trường đại học có dạy các Mác Lê Niên hả? Học cũng hay á, gắng học cho nhiều. Tại vì cái thuyết của các Mác Lê Niên rất là đơn giản, có nghĩa là một người rất là cực kỳ khôn, giống như anh Phạm Nhật Dưỡng đi, anh đi hôm anh giàu, anh tỷ phú. Tại thì kiếm một người rất là nghèo, không ra gì, bán vé số hay là dân chơi trộm cướp, anh Phạm Nhật Dưỡng mới chia tài sản của anh ra phân nửa cho cái người đó. Đó là lý thuyết của các Mác Lê Niên nên là vậy đó. Cái là không cần biết mày khôn, mày giàu, mày siêng năng kiểu nào, cái thằng làm biến á nó cũng phải ăn đồng chia đủ à, cái kiểu vậy đó. Nếu nói như vậy tại sao có người ở dưới địa ngục đầu thai lên, những con thú vật đầu thai làm thân người, song song lại có những chư thiên chư bồ tát ở trên trời đi xuống đầu thai làm người nữa, thì mình phải coi cái nào đúng, cái nào là bị dụ quá. Mà dụ bị nhồi sọ từ đời ông cố, ông nội gì tới đời cha, tới đời con. Trong năm nay anh Việt Nam đúng không anh? Cái đó mình nói 90% nha. Có lệnh là đi thôi, cũng như mình là lính mà lính đang dự bị. Cho nên 90% Đức Thầy gọi thì về thôi à. Sư phụ kêu là lên đường.
Phượng Trần nói anh Kiệt ơi, chỉ có thế lực siêu nhiên cho vài tia sét vào cái ba đình nó mới bị cháy. Có người nào á mà kỳ cục gọi cái này hoài rồi mà đã bắt không được mà vẫn tiếp tục gọi, gọi bằng cái này nè, đừng gọi bà nữa nha, cái ta John gì nè, bắt hoài mà không thèm nói chuyện. Làm như là về tia sét vô lăng Ba Đình hả? Thấy đâu cần đâu, tự động dân vô á, dân vô à, có ngày dân tới đó dân à, sẽ tiễn bác đi. Hello. Hello, dạo này khỏe không kìa? Dạ em vẫn khỏe, anh khỏe không? Dạ em thực tế bình thường ấy chứ, bữa em nghe nói Phương Linh nó nói anh này kia kia đó, cái gì đó. Chỗ này không có nên đụng chạm tới người khác, tại vì ở dưới chế độ bển nhiều lúc mình hồn ai nấy dữ nha anh. Ok, cảm ơn anh nha. Anh chánh này tà thì từ từ sẽ hiểu. Ở dưới chế độ đó nhiều lúc mà nó không có tự chủ được anh. Ok, bye bye. Chú ơi, cho con hỏi chú chủ đề có phải là Phật Mẫu không? Thì Phật Mẫu chủ đề mà, để chữ rõ. Án Lam, Án Xí Lan, Khệ Thủ, Yê, Y Tô, Tắc Đế, Đầu Diện, Đảnh Lễ, Thất Cô Chi, Ngã Kim, Sinh Tán là chủ đề. Duy Nguyện, Từ Bi, Thùy, Gia Hộ. Gọi tiếp hello. Hello, anh Kiệt hả? Em chào anh. Chào chị. Em chị. Cảm ơn bố hút con nè. Hôm ngoái em gặp anh đó, nhớ không? Em với chồng em là anh Long nè. Ồ, hóc ngon mà. Ừ, nhớ không? Ngoài năm ngoái anh nghe nói là em gặp anh mừng quá. Xong cái lúc đó người chưa tới tháng 6 mà cũng đang vô cái việc đó rồi. Xong cái em gặp anh cái anh mới nói là mặc cái anh nói là nếu mà hỏi em là tình hình nó làm sao em nói thì gia đình em thì cũng tạm được thôi. Rồi anh nói là bây giờ nếu mà có căn thì anh cho em số của anh quân bên này đó. Và từ năm ngoái tới nay nhớ anh ha, từ năm ngoái tới nay thì em cũng tâm sự anh đặt. Ok, nói chị nói gắn ngọn gọn lại nghe, cái này có nhiều người gọi trên mạng á chị. Vậy hả? Ở này đang trên mạng mà online mà. Ok. Em về lúc tắm ba lần rồi đó. Em về em đọc kinh trên điện của cha mẹ.
mẹ đó. Rồi em mong gặp anh lắm nè. Mở cho anh coi. Thí Lâm nói à, con chào sư phụ ở Việt Nam có gọi được không? Gọi được 408-833-5399. Nhưng mà bị bấm dấu cộng rồi số 1. Rồi 408-833-5399. Cái dấu cộng rồi cái số 1 rồi gọi được à. À anh đẹp, em thờ cha mẹ nè. Mẹ à. Thì bây giờ em rồi xong cái đợt sau em để nghe được tay em đi lên cha mẹ về cái cách việc cho em có thợ cái tượng của mẹ nè, người khác cho em đó, cũng như cái chuyện em đi nước tắm về đó là em được thỉnh được cái tượng này của cái người đó không thờ nữa. Thì mình thờ một cái tấm hình cũng được mà không thờ cũng được. Dạ. Cái quan trọng là mình trong tâm mình nhớ thượng đế, nhớ cha trời, nhớ mẹ đất. Rồi mình đọc kinh mới là quan trọng chứ mình thờ quá trời mà mình không có chịu đọc kinh cũng như không á. Đúng rồi, mỗi ngày là em phải có quyển kinh này nè. Thấy không? Ok, rồi để nói chuyện sau nha, để bắt phone của người khác. Hello. A Di Đà Phật, dạ thưa anh Kiệt, em YouTube anh Kiệt ơi. Anh ở đâu vậy? Dạ em đang ở Thái Lan. Thái Lan. Anh ở Thái Lan hả? Em đang ở Thái Lan. Dạ. Ủa sao nước Việt không ở, đi qua bên Thái ở gì ta? Em Việt Nam mình nói tiếng Việt Nam vui, nói tiếng Thái rồi nó mặc sờ rong luôn, anh đâu có biết giận sờ rong đâu. Hả? Nói gì cười. Em cảnh ngộ của em là anh có thể là anh hỏi cha mẹ là anh hiểu được cái cảnh ngộ. Hồi tôi ở Thái Lan á là tôi còn nhớ được tiếng Thái, nghe nói xài tiền nó gọi là bát, một bát hai bát. Dạ, rồi king kale là ăn cơm phải không? Mai cỏn là rượu đế phải không? Tại tôi bị mấy người có tiền nó sai tôi như giặt gì đó, đi mua này nữa nọ rồi cái cho tôi tiền lẻ, cho nên mấy danh từ tôi nhớ, tôi chui ra hàng gạo Thái tôi đi buôn lậu cho mấy người có tiền mà trong chạy tị nạn khổ quá, chuyện gì cũng làm hết. Cho nên tôi nhớ là mai cỏn, mày mua gì cho tao hai chai mai cỏn nha. Anh em có theo dõi hết tất cả những cái clip của anh từ những cái ngày đầu luôn. Thì chắc có lẽ là anh có còn nhớ là anh soi chụp bàn cho em chưa? Anh còn nhớ là... Ôi tôi coi rồi, cốt của anh là con ông trời mà. Cốt của anh con ông trời đi. Giỡn chứ tôi là người truyền tin, người nào mấy đệ tử gần tôi kìa, rồi tôi mới đi về trời tôi lật sổ. Chứ còn là mình làm nhiều quá, người ta nói mình không phải là người truyền tin là hình như thầy bói luôn, mình chết luôn á. Không phải thầy giáo, thầy tăng, thầy pháp, thầy bói gì hết trơn á, thầy sư gì hết trơn á, tôi là người truyền tin, anh biết không? Còn bây giờ có một số người hâm mộ, ấy là tôi chỉ đại diện cho cha với mẹ nhận làm đệ tử để mà lỡ như tụi nó có ẹt á, tôi nhờ mấy ông rồng mà dẫn đường nó đi về trời thôi à. Chứ còn cái cốt của mình gì mình không quan trọng, mình quan trọng hiện tại mình là cái gì mới quan trọng, anh hiểu không? Cũng giống như tôi là tôi bị người ta chửi quá à, tôi biết là tôi không có biết gì hết, tôi biết tôi là ai mới là quan trọng, còn người ta nói tôi kiểu nào nữa kệ, nói mỗi miệng nó nín. Cho nên anh phải biết anh là ai quan trọng. Cái đó là sứ mệnh của anh. Cha mẹ giao cho anh được cái sứ mệnh. Còn em ở đây á, là em trôi với lại cái những gì mà ngày xưa em đã phạm đó. Thành ra cái cuộc đời lúc nào cũng có cha có mẹ, nhưng mà em phải quan dường cái cảnh ngộ lắm anh chị. Trong tâm của em thì em cũng may mắn em có duyên gặp được các vị, thì mẹ cũng nói là em liên lạc với anh để mà coi như là em mới tức là anh nói là anh nhảy dù sang 130 xuống kỳ này phải không,
Thì chỉ về Việt Nam khi nào Hội Long qua Đức Thầy xuất hiện đó mình sẽ gặp nhau nha. Còn Đức Thầy chưa xuất hiện á là mình chỉ gặp nhau trên mạng thôi à. Tôi cũng ngồi đây chú chót chót hoài, chót đến là 100 tuổi già tôi chết thôi. Đức Thầy chưa xuất hiện mà tôi cũng ngồi đây vậy á. Nhưng tôi anh cùng chung số phận, ngồi chờ thời. Ok anh nha, rồi ok, rồi gắng ngồi chờ niệm Phật nha. Trong lúc mà ngồi chờ Đức Thầy xuất hiện đó mình phải niệm Phật. Anh Thiên ơi, có thể nào mà em liên kết với anh có một cái số nào để mà em có thể mà em liên kết để mà số này nè, đang nói chuyện tôi được là số này được rồi, để tôi bắt người khác nha. Hello. Hello. Dạ, ai đi đọc bò, em chào anh chị. Dạ, chào chị. Dạ, em còn nhỏ anh chị, em ở bên Lộc Hồng Quang nè, em muốn biết anh từ lâu nhưng mà hôm nay. Ok, rồi vậy không kêu cho, kêu bằng chị, kêu là em gái nha, rồi em gái có gì không em gái? Cứ cái núi là bây giờ chỉ có người Việt Nam rồi, được lên với con của ông trời được lên. Hồi xưa giờ á, mình xin ra pháp lịch để cho Ấn Độ với Mỹ trắng với Mỹ đen với Mỹ đỏ được lên nó lại cha lại mẹ. Nhưng mà cái đám thổ tả của Cali nó không hiểu thì thôi giờ chờ mình coi gọi là private member. Chị cứ đi qua đi, chị được lên mà đừng lo. Dạ em khóc hoài, em không mỗi ngày. Cứ qua đi mà có người mở cửa. Ok, cần gì phải khóc. Dạ chứ, em không biết sao mà buồn quá nên cứ muốn đến đó để tại cha mẹ rồi trước hết tại cha mẹ sau nữa anh được xin đi á. Tại vì buồn chứ là muốn đang không muốn bỏ hết công việc mà không biết. Rồi. Họ thiên á là ngoài đời đó là phải sức chúng, còn tu á là phải sức thần phải không? Cho nên họ thiên đặc biệt hơn là cầu gù cầu gặt chỗ đó à. Không, tại vì em muốn... Ok, để bắt điện thoại khác nha. Hello. Hello. Chào con. Con ở đâu vậy? Dạ, con ở Việt Nam. Việt Nam quê hương tôi. Con ở tỉnh nào vậy? Dạ con ở Sài Gòn. Sài Gòn bữa nay nghe nói vắng vẻ lắm hả ông bạn? Chợ búa quán xá rồi. Dạ 8 giờ tối thôi là nó đã giống như là nó không có người nhiều đi ra đường lắm, giống như 2 giờ đêm vậy đó chú. Ủa vậy là sao làm sao mấy đứa bán vé số rồi mấy quán quán cháo khuya đồ. Bánh mì khuya rồi bún bò bía rồi ban đêm rồi, rồi làm sao ta kiếm sống được không có người đi. Dạ bây giờ thất nghiệp nhiều lắm, bây giờ con cũng thất nghiệp một năm mấy nay rồi, ở nhà chỉ có tụng kinh với lại sám hối thôi. Dạ đó là số 1. Trong lúc này á là lúc tận thế thì nước Việt sẽ đi vào ngõ cụt, rồi đến một ngày Phật xuất hiện để cứu nước Việt. Thì người nào mà còn chút lương chi cái tánh linh á thì chỉ có ngồi thiền đọc kinh để không có bị nôn nóng và không có bị buồn tủi và than trách, vì là mình ở vào một cái thời đại và mình nói không phải là mình phải may mắn làm người nước Việt. Cũng giống như chú là một nhà tiên tri lỗi lạc, nói cái gì trên thế giới chúng 90%. Nhưng mà chú đầu thai cho nước Việt toàn là bị dư luận viên với bị người Việt chửi. Rồi bên Mỹ tắm bời thọ địch, không có ai tin mình. Nếu mà chú mà đầu thai là một người quốc gia khác thì thôi á, chắc người ta đội chú lên đầu á. Còn người Việt mình á, đạp chú xuống ống cống, mà đạp hoài vậy đó, hết người này đạp tới người kia đạp. Cho nên người Việt của mình á, là cũng có Phật đầu thai xuống, song song cũng có quỷ nữa. Thì con đang sống với quỷ nhiều quá, con phải gắng mà thiền đọc kinh để con vượt qua cái màn này á. Dạ, thưa chú,
Dạ, con có phát tâm làm hình da mẹ với kinh sóc rất rất là nhiều. Nhưng mà khi mà con phát gửi tặng mọi người thì rất là bị nhiều cái nguy hiểm á. Bây giờ con án binh bất động, không có phát nữa. Nhưng mà rất là nhiều hình kinh sắc đang ở nhà con á. Sau này khi mà chú về Việt Nam á, thì chú có thể giúp con phát được không chú? Thì con sợ đó, như là gọi là ế thì nó nhiều quá. Chuyện đó cần gì phải lo. Cái chuyện khi mà Đức Thầy mà xuất hiện thôi. Cái đạo thiên tâm á là do Đức Quỳnh Phú Sổ dạy cho chú. Thì khi ngày mà xuất hiện một cái thì tự động mọi người sẽ hiểu. Còn bây giờ mà con có tâm con làm vậy là quá nhiều công đức. Con cứ bình tâm bình thường đi, không có sao hết. Còn chú không có chỉ gieo duyên trên mạng và chú chỉ hướng. Còn ai mà có chánh kiến á thì biết cha biết mẹ, rồi biết tu, rồi biết giao duyên với người xung quanh, hiểu về thiên tâm là cái gì. Thiên tâm là đi về trời của cái màn sàng lọc này á. Ok, rồi con cứ giữ cái đó bình tâm, đừng có nôn nóng nha. Ok, chào con. Nhìn đỡ Phật. Ôi, con nó cứ gọi đi Việt Nam nữa. Quý Nguyễn, thôi giờ con đang rất buồn, đầu óc cứ đảo lộn. Con là người trực tiếp chịu sự cai trị của chế độ. Con mong Đức Thầy và cho hộ nhiều lắm. Con quyết bảo vệ chính nghĩa. Con cần sự công bằng. Hay quá. Chú hộ ở đây cũng là vì sự công bằng. Thế giới này còn bất công thì Thiên Tướng Kiệt này không thành Phật. Nhưng mà khi mà cái thời Phoenix là thể chế cộng sản vô thần mà sụp đổ á, thì thế giới này sẽ trả lại những cái bất công lại cho những người có chánh nghĩa. Thì là đúng. Cho nên kiếp này kiếp cuối nha của Kiệt. Quý vị muốn gặp Kiệt thì phải về trời mới gặp được á. Hello, hello cấp cô độc. Nghe. Chào con. Con ở Việt Nam, con hỏi sư phụ. Ở đâu con? Việt Nam ở đâu? Con ở dưới quê á, con ở Dòng Ghiền á. Dòng Ghiền Rạch Giá. Cái rô bỏ ông gỗ kêu gồ gồ. Dạ đúng rồi. Thế hồi con ở Rạch Giá mà. Ở nhà hồ lắm kìa. Con ở bên Dòng Ghiền Hòa Lợi á, con ở Túc ở Dòng Ghiền á, cái rô bỏ ông gỗ gồ gồ. Được, ông bà mình á, lúc sống thì không có duyên hiểu về thiên tâm. Nhưng mà khi mất á, cái dòng linh á, họ đều biết. Tại đạo thiên tâm là từ ở tầng trời đâu thức thiên của Phật Di Lạc. Thiên tâm là của Phật Di Lạc nha quý vị. Sau này Ngài xuất hiện, Ngài sẽ nói cho quý vị biết. Thì tại sư phụ đừng nói trên mạng luôn. Thì những cái vong linh và những vị thiện thần đều cùng cái đạo với chúng ta ở trên trời, chư thiên á, cũng là đạo thiên tâm nữa. Cái đạo này có hàng nghìn năm trên trời rồi, hôm nay xuống trái đất bữa giờ là được bốn mấy năm, từ năm 79 tới giờ 50 năm. Nhưng mà chánh thức á, là ngày 16 tháng 3 năm 2017. Lúc đó cha ban chiếu chỉ xuống để cho cái đạo ra đời. Trước khi cơ vận xây chuyển mạnh là sự có sự chết chóc, hoặc là từ đó tới hôm nay á, Covid, rồi thiên tai, địa chấn, rồi giờ sắp có chiến tranh nữa. Con ở Dòng Riền á, con nên thủ miếng gạo với thuốc nhức đầu, thuốc cảm gì đó. Tức nghĩa là mình phải tự sống ít nhất cũng một tháng, hai tháng ở trong nhà. Con có tưởng tượng tất cả những cái siêu thị, những cái chỗ buôn bán á, sẽ không có ai buôn bán hết. Mình có nghe lời sư phụ nói. Mua đường, mua gì á, dự trữ á, nước mắm, tương gì đó, làm khô rồi có để ở nhà đó. Thì tại vì khi mà có chuyện mà lớn xảy ra đó,
mọi nguồn vận chuyển từ xe hơi cho tới máy bay rồi tới tàu hàng đồ cũng không có vô nước Việt nữa, thì sẽ có đòi nạn đói à. Lúa à, lúa là làm sao con làm nó ra gạo được? Ừ, nếu mà trà gạo thì con để lần nào con cũng để, nay nó bị mất hoài à. Rồi con biết làm sao nên con mua lúa con để. Rồi cái gần nhà con có cái máy trà gạo á, cũng gần thôi, cách nào từng cây số là cái máy trà gạo, nên con suy nghĩ gì tới con mua ít lúa rồi, mấy trăm... Ok mấy rồi, vậy là tốt. Biết thủ đi. Tại vì nhìn Diêu Khoan đó, mình học bài học. Mà Diêu Khoan á, nó có người viện trợ cho nó. Chứ trong những tháng đầu của người ta bị kẹt trong mấy cái tòa nhà và ấy, 3-4 tháng có nhiều người cũng chết đói á. Tại đồ ăn chưa tới là mình đã chết rồi. Ok, con có hỏi gì nữa không? Dạ, con hỏi không? Sao ba con nay á, lớn tuổi rồi, ông tên Lê Văn Triền, con có đặt cho ba con là Thiên Lê Văn Triền. Ba con có dù có một chút hướng về thiên tâm, nhưng mà cũng có lúc á, tôi trên mạng nghe người này người kia nói cái ba con hay siêu lòng. Con biết làm sao cho ba con diễn động à? Phải có cái sự sàng lọc. Những đứa con thiên ở ngoài kia mà tâm không vững á, ma quỷ á, nó nói xia nghiêng nó ngửa rồi không có vững lòng tin á, thì là mình chưa có đủ phước, đủ duyên, thôi chờ vài kiếp. Còn khi đã hiểu thì đã hiểu. Còn ma quỷ á, nó cũng cùng đầu thai xuống thế gian, nó cũng là người Việt, nó cũng biết ăn nói giỏi, cho nên phải cẩn thận. Đó là chỉ vậy thôi. Mọi người phải có chánh kiến. Con cảm ơn sư phụ nhiều. Phải giữ lòng tin. Ok. Dạ, dạ. Con nghe được sư phụ nói con mừng quá. Phải giữ vững lòng tin. Rồi chào con, bye bye. Dạ, chào cả sư phụ. Nghe em hỏi bị ông vợ đọc chú gì cho hết. Nộp Lăng Nghiêm án A lại thì sẽ đời, đọc tới đọc lui vậy đó, nó sợ chạy. Giờ con thấy rất vui khi gặp sư phụ sáng nay ở Việt Nam đang sáng nè. Nay chú đẹp tươi ghê. Hello. Dạ. Liên Long. À, Liên Long ở đâu? Ở Đức anh ơi. Ở đâu? Ở bên Đức. Đức hả? Dạ. Trời ơi, tức mình Âu Châu, bển Âu Châu giờ mấy giờ vậy? Giờ đây hả? 2 giờ mấy á. Trời ơi, muốn đi ngủ. Mà Đông Đức hay Tây Đức vậy? À, Tây Đức. Ồ, Tây Đức hả? À. Tây Đức là đi vượt biên, còn Đông Đức là khác nữa, là đi... Ngắm bữa anh kể ơi, em có về Việt Nam đó, rồi em có gieo cho mẹ tôi, chưa biết tới cha tới mẹ. Rồi bây giờ người ta nghe lời em, người ta đọc kinh, rồi người ta ngồi thì cũng được mười mấy người đó anh ơi. Em cứu được mười mấy mạng rồi, em có công đức, cha mẹ sẽ thưởng công. Đệ rồi, tiểu đệ. Anh nhiêu tuổi vậy? Nếu anh lớn tuổi, tôi anh là sư huynh. Anh mấy tuổi? 50 tuổi, nhỏ. Nhỏ hơn mình mấy tuổi thôi, tiểu đệ nha. Huynh dạ. Già hơn đệ 5-6 tuổi. Dạ, em mấy năm lai, năm
Bây giờ chắc quá trời chắc trên trên mạng đâu có biết nói chuyện với ai đâu, thì nhắc lại mới nhớ nào. Ok nha, để Vinh bắt điện thoại của người khác nha. Chính ngài cho con biết đọc thập chú có lợi gì. Đọc kinh, đọc chú mà hỏi ra, nó làm cho con khôn ra. Con học ở đại học á, biết bao nhiêu văn hóa rồi các Mác Lênin Bác Hồ rồi, chưa chắc khôn bằng đọc kinh đọc chú của con. Yeah. Bây giờ không tin á, đọc kinh đọc chú á, nó sẽ khai cái tâm mình, khai tâm thì khai trí. Còn vô trường học ở đại học thì nó nhồi sọ, nó bắt học cái gì mình học cái đó, nó đâu có khai tâm đâu, ém tâm ém trí, chỉ muốn biết những gì họ muốn cho mình biết thôi. Nên đọc kinh đọc chú có lợi gấp vạn lần học ở trong trường. Mà trong trường á, khi mình mang thân người, mình cũng gặp người đời, thì mình cũng phải học để mình hiểu người ta nói cái gì, làm cái gì, nghề ngỗng rồi cũng cần phải có. Hello. 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 Chú Kỳ khỏe không chú Kỳ? Dạ, Kỳ khỏe. Vậy hả? Dạ. Cả năm rồi rất là mừng khi mà gọi được chú. Chú đang online hay là chú đang ở trên núi? Chị đang nói chuyện với Kiệt, đó là chị đang nói chuyện với hiện tại là 1.700 người, còn 1.764 người hiện tại trên online. Còn mai mốt mà cái live stream này không biết nhiều người á, người ta cũng vẫn nghe tới nghe lôi giọng chị nói á, cho nên chị nói gì gán nói. À, chị bên Úc hả? Chị ở nước nào? Nước nào? À, ở Úc, ở tiểu bang Melbourne. Melbourne, wow, Melbourne. Dạ. Thì này đang online á. Livestream. Đang online, vậy là giống như nói như vậy là ở trên online người ta nghe được phải không? Nghe được, mình giữ bí mật nha, rồi kịp bật mí giùm cho. Nên nói nhỏ nhỏ là kìa không có nghe đâu. Ừ. Để lấy gần cho dễ dàng. Không, nhưng mà có những cái giống như muốn nói riêng với chú Kiệt á. Ồ, thế gian này đời của Kiệt không có gì là bí mật, chỉ có gì đâu sợ là bí mật. Đời của Kiệt không còn gì gọi là bí mật hết trơn á. Nói đại đi. Cái này người ta đang nghe luôn mà không có được, tại vì ấy còn mấy giờ chờ dịp khác gọi nha, để bữa khác gọi đi. Bữa khác nhưng mà gọi rất là nhiều lần không được. Thì bữa khác gọi chỉnh ngàn lần thì quả mai đắp một lần, còn này thì đang online thì nghe gheo thì gọi tới. Chị cứ mở điện thoại ra chị thấy đang online nè, số của chị Trình Định ở đây nữa nè. Mình sống ở thế gian á, mà mình giữ bí mật nhiều quá đó, là chỉ cho ông Diêm Dương ổng đọc chuyện bí mật của mình. Còn những người xung quanh của mình mà hiểu bí mật của mình á, dầu cho tội lỗi á, thì ông Diêm Dương nó là khỏi thế gian biết rồi, chơi thế gian xử mày rồi, không có tới phiên tao xử. Cho nên chị thích cái nào hơn thì tùy à. Dạ, yeah, cảm ơn chú.
nên nói ở trên online không, muốn hỏi chú Kiệt á, nhưng mà không biết là có được hay không. Nhưng mà mình có xin mẫu thượng thượng tiên á, cho mình hôm nay gọi vô cho chú Kiệt được, thì cũng may mắn là gọi vô được, chứ cả năm rồi mình gọi hoài cũng không được nhắn tin, chú cũng không trả lời mình ra, cho nên bữa nay không dám nói nhiều ở trên online, tại vì nãy không dám nói nhiều cũng hết 4-5 phút rồi đó chị, đưa khác gọi đi. Hôm ấy tối là cái chân linh của em bay qua bển, rồi chân linh của chị bay lên, rồi cái mình hẹn ở đỉnh núi Cấm mà mình nói chuyện. Ok. Mình là người có thần thông mà, chị có thần thông đúng không? Chị học tâm linh tức là chị bay được phải không? Tối ngủ là sức hồn bay được. Thì thôi tối nay gặp ở núi Cấm nha. Bởi vì hiểu rồi bởi vì cái số Kiệt trên núi đa số là linh căn với người có điển á, những năm đầu họ phát hiện họ kéo về đầy núi để họ điểm danh, họ chầu, họ bái, họ mừng. Còn người thường thì những năm đầu thì chửi, tới ngày hôm nay thì người thường cũng chửi, chỉ có những người có linh căn với những vị thầy giỏi hòa thượng giờ cao siêu ngồi tu nhập định có thần thông thì họ biết. Còn mấy ông thầy mà cứ tu tiền với tu danh tu lợi thì thôi, mấy ông đâu có, mấy ông mắc thịt, mấy ông đâu có nhìn thấy. Hãy như là Phật thôi, chị bữa khác gọi nha. Mình là người trên online nói cái này thì cũng nhiều người không có hiểu đâu. Ok, bye bye. Đúng rồi. Mới nào nói chuyện kia đi rồi. Hello. Nghe nhỏ quá sư phụ. Nhỏ không? Trời ơi, vậy mà nhỏ. Tại cái điện thoại của con nó hết pin nó gì hết chứ, thiên thị mạng. Chứ nhiều người nghe được mà. Hello. Chứ nó được hả? Kiếm ông Võ Hồng Yên á, kêu ông móc lưỡi nó ra nói. Tôi nói thiệt mà, tôi chỉ là người truyền tin, mà cứ tự nhiên đi hỏi tôi vụ đó. Nó giỡn chứ anh cứ khấn từ từ đi, từ từ nó hết. Rồi ok nha, chào. Thiên hữu tâm hỏi, dạ sư phụ, Kiệt tuổi trẻ Việt Nam lúc này cần phải làm những gì? Tuổi trẻ Việt Nam hiện giờ cần phải chuẩn bị 1.000 cánh tay đưa lên, 1.000 cánh tay đưa lên. Phật cứu mình khi mình cầu Phật. Mình phải dùng hết sức mình đứng lên bằng cái bàn chân của mình. Thì lúc đó đó, người xung quanh và chư Phật và chư Thần sẽ giúp mình. Chứ không có thể mình ngồi đó mình chờ chết, rồi mình cứ mong Đức Thầy xuất hiện, mong Kiệt xuất hiện, cái đó không có. Kiệt cái xuống thế gian này là vì nhiệm vụ, nhưng mà chúng sanh phải hướng thượng, phải cầu cha, cầu mẹ, cầu Đức Thầy xuất hiện. Và là trước tiên những vị xuất hiện, mình phải đứng lên, mình phải có cái bản lãnh. Vậy đó, tuổi trẻ Việt Nam bây giờ. Còn nếu rảnh nữa thì học tiếng Anh, rồi ngồi thiền đọc kinh, vậy đó, ba thứ. Hello. Vũ gì đây? Hello. Dạ con chào anh.
Chào chào, khỏe không? Dạ khỏe, con điện từ ngoài ở Việt Nam. Ở tỉnh nào? Dạ con ở Sài Gòn, ngay chỗ gần khu Kinh Lửa. Kinh Lửa mấy tuổi à? Dạ con 36. 36 hả? Trẻ quá. Dạ. Sao con gọi, có vấn đề gì con? Thì có cảm ứng thì kêu tên, thì tối mình đi về Việt Nam mình không cần mua vé máy bay thì mình về mình gặp, tùy theo là người nào có cảm ứng. Cái số Zalo của ngài con điện không được, nên con mới điện qua bên Viber. Điện có nhà giờ nhiều người điện Viber được mà. Thì giờ tại vì mình đang núp lùm cho nên nói chuyện được. Chứ bữa giờ mình đi vòng vòng, mình đi giang hồ, mình đi ra cái chỗ Việt Mi Thao là cái chỗ nó có cái phòng quay á. Còn này là cái điện thoại để lên là quay phải không? Tự biên, tự diễn con mình à. Không có ai ngồi trước mặt. Còn thường thường có mấy người ở xa qua thăm á, người ta đông lắm, người ta ngồi trước. Rồi cái mình trả lời những người trước. Thì không có giờ để trả lời những người trên mạng à, là bây giờ lâu lâu mở ra cái này để cho thế giới mấy người ở xa ai muốn hỏi gì hỏi. Con này hả? Đó là ấn thiên à, cái đó là ấn thiên tử. Thời nay chỉ có một người con của ông trời duy nhất xuống trần, không có người thứ hai mà sau Việt Nam người ta giả quá trời luôn á. Biết thì nhiều lúc đó mình cũng không hiểu họ giả được mục đích gì nữa, mà họ không có làm gì cho có lợi cho nước Việt hết, mà họ cứ thích giả vậy. Giống như họ muốn dẫn chơi với cha thượng đế. Cảm thấy cha rảnh lắm để cho họ giỡn. Ok, con nói gì nữa không? Để tôi bắt người khác. Dạ, có gì xin ngài coi vừa thấy. Đó là tướng mà. Nhìn cái mặt là biết tướng rồi. Xin ngài coi cốt con vừa. Đã, nãy đó mình người truyền tin mà giờ cũng coi cốt. Khổ quá, ok rồi. Ráng giữ mi trí dũng rồi chờ chờ đức thầy xuất hiện đi rồi để đức thầy coi cốt cho. Ok và ghê, sắp tới rồi, sắp sửa rồi. Hẹn gặp trên đất mẹ rồi, gặp nhau trên đất mẹ. Ok chào. Tam thu niên đại hoàng niên, ao thế giới đảo điên sóng gầm. Nhất thu vào ất bốn năm, tam phân xứ xứ trục tam quy hèn. Tức là phải trục sẽ đồng theo quy hèn. Tam phân xứ xứ trục tam quy hèn, cọp nhìn chồn cáo vênh vang. Tớ thầy ba chú dọc ngang mấy thời, biển đông dậy sóng nơi nơi, khởi cơn biển lở biến loạn, thời cơ tỏ tường. Tai ương đến giới tai ương, Phật ơn cứu độ mười phương khổ trầm. Nhị thu vào ất bảy năm, chim hiền mỗi cánh trùng chân lạc loài. Khỉ rừng đào đá trong tay, khỉ mà đào bằng tay, đào đá mà trong tay. Nội ghê hoài.
tác oai một kiếp một lời tinh ma. Ba thu dù có bao xa, Phật ban tiếng ngọc lời ca vô thường. Ba thu dù có nhiễu nhương, ngôi cao chúa cả phước đường quang lâm. Tam thu vào ất không năm, không năm hợp với bốn năm con gà. Chú kỳ khởi điểm không xa, ba thu hạng đáo như ta đã truyền. Thu này thất khỉ ngã nghiêng, mùa thu này thất khỉ ngã nghiêng, nhưng giờ đang thu. Khí yên sông núi, phù yên cõi bờ, mùa xuân ta có câu thơ. Chúc an tín hữu, đôi lời ta khuyên. Chào a tín hữu, cường kiên, giúp đời thành thiện trọn nguyện, thương nhau. Con lao đọc mấy bài thơ. Thơ của Phật, của Thánh, của Thần. Lời thật, việc thật, chứ không phải thơ của Dương Thu Hương ha, thơ của người đời phải không? Mùa này em ở Cali em bồng phấn quá, cho nên cái bệnh xỉn của Kiện nó trở lại. Đó cũng một những lý do Kiệt núp lùm ở đây. Chứ không thôi gặp mấy đệ tử trên núi cũng vui. Với lại quan trọng là mấy tuần trước mấy vị kêu con cần phải bớt ông nè để giữ gìn sức khỏe để làm. Chứ mỗi lần mà đi live stream ở ngoài viện Minhao á, nhiều giờ quá. Còn này mình làm 2-3 tiếng cho vui được rồi, cho có. Phổ vòng hỏi sao nhờ thiên lại khổ dữ vậy chú? Không tiền, người thân trong nhà cũng khinh mình. Tại vì khi mình chết á, tất cả chúng ta, vợ chồng hay là con cái, hồn ai á, người đó chung giường nhưng không có chung mộng. Người nào có phước về cõi trời, người nào mà không có phước á, thì mỗi người sẽ chia tay đi mỗi đường. Nhiều khi chết sẽ không có gặp nhau nữa. Còn họ thiên á, là phải thử một cái bài học cực kỳ lớp họ thiên đầu này nè, hiện giờ khi còn đang tại thế nè, thì phải chịu những cái bài học khổ để sau này những người sau á, người ta thấy hồi xưa chú cũng vậy, cũng phải chịu khổ thì sau này mới cả thế giới này đạo ông giáo á. Thì huống chi là các con họ thiên đang ở trong nước Việt sống chung với toàn là quỷ yêu không thì phải khổ rồi. Con nghe chăng tiếng gà gái sáng, đợi đến kỳ đáo hạn ba thu. Ba thu ghi rõ ba thu, ấy là loài quỷ đến chu hạn kỳ. Cuồng phong nổi, cuồng phong nổi cuốn đi sóng đỏ. Bão tố chìm xóa bỏ cọng tay, chờ xem giận mới đang xoay. Búa liềm tự quỷ, tự thai búa liềm. Khi mà cái bài này của một vị Phật viết, tại sao Kiệt đọc bài này nhiều lần? Tại bài này nó có một vị rất là cao, một vị Phật của Đức Thầy. Nghe là Phật
thì cái nghề cho cái bài này thì nghề nói là búa liềm tự quỷ tự thai búa liềm. Thì quý vị nghĩ hiện bây giờ nước nào mà đang cắm cái cờ búa liềm thì mình tự biết thì nó sẽ thai đó. Búa liềm tự quỷ tự thai búa liềm. Bây giờ nếu mà con người của mình mà tính khôn hơn Phật á, vậy thì thôi, mấy ông lên bàn thờ tôi lại hết. Thử nghiệm sấm thiên ngày trước, mới phân rành lúc được lúc thua. Chừng nào tên ngốc làm vua, thế gian cạo trọc thầy chùa có râu. Thời mạt giận biết đâu mà kể, quỷ lộng hành chẳng kể thần tiên. Chờ khi đã nổi lông chìm, chim hiền vỗ cánh lại tìm về xuôi. Chim hiền là 6 triệu đứa con mà cha thượng đế để cho ra hải ngoại khắp năm châu. Nãy giờ mình nghe điện thoại là từ Đức, New Zealand là phía miền nam của Úc nha, Đức là phía Âu Châu nha, qua tới Úc Đại Lợi nha, Mỹ nha, Việt Nam nữa nha. Quá trời luôn, đó là chim hiền. Chim hiền vỗ cánh là tìm về xuôi, chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ. Trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên, Phật bà chứng giám thiện duyên. Hào quang chiếu rạng cửa thuyền sáng soi, trà hoa đạo phùng thời ứng dụng. Thiên tâm nhân nhất tụng nam mô. Cho nên nãy giờ có những đứa kia on họ thiên ở phương xa đó hỏi á, thầy làm cái gì, tuổi trẻ làm cái gì, rồi ba tôi không tin, rồi xa sao lãng, rồi ngã lòng đại khái. Thì cho nên Đức Thầy mới kêu là chúng ta phải giữ lòng tin và mình phải đọc kinh ngồi thiền. Thì trong này thời xưa đạo Thiên Tâm chưa có ra đời mà Ngài đã viết nguyên chữ luôn, Thiên Tâm Nhân là những đứa con họ thiên. Thiên Tâm Nhân nhất tụng nam mô, còn đâu chủ thuyết tam vô. Tức là hiện giờ Đảng Cộng sản là đi theo chủ thuyết tam vô. Thứ nhất là vô thần, tức là không có tin Phật, không tin Chúa, không tin ai hết, không tin thần thánh gì hết. Thứ hai, tam vô, vô thần, vô thần, không có ra gia đình nữa, vô thần, vô tổ quốc, vô anh em bà con vậy, tao chỉ biết quyền lợi thôi, nó tóm lại vậy. Cho nên xưa trường chinh để mẹ xuống người cày cá ruộng á, để mà cày đứt cái đầu của mẹ chơi, đứng ngó thì vỗ tay cười chơi vậy, gọi là vô tam vô. Còn đâu chủ thuyết tam vô, tức là sau này sẽ không còn chủ thuyết tam vô nữa. Ba thu nói tiếp sóng to bủa chèn, đáo bồ đề dập tan ai rõ. Pháp nạn mùa chịu khó chịu tai, chờ cơ trời có trả có vay. Thiên cơ đã định khó thai khó lường, thời cơ tới nhiễu nhương thắt nước. Gán tu thân mới được chứng tri, còn đâu những đứa vô nghi, còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời. Ta nay ta dán lời thơ dạy kỹ, các con dù trời Mỹ trời Âu, trời Đông Pháp Phật nhiệm màu. Quy về một cõi hẹn câu tao phùng, vua hiền với tôi chung hợp nhất. Tạo cơ đồ chung lực quốc gia, trà hoa là đạo của ta. Hoằng thai chánh pháp Phật bà thượng ban, cùng các đạo thế gian thờ kính. Phật chúa trời tột đỉnh hào quang, ba ngôi có chúa rõ ràng. Mười phương hữu Phật vẻ vang tương hòa, thuyền bát nhã Phật bà ngự trước. Phật thánh tiên lần lượt giáng lâm, độ cho những kẻ thiện tâm. Nhân lành gieo khắp nghìn năm cứu đời, nay ta tạm bế cơ chờ đến. Thời cơ sao đón lệnh pháp truyền, trà hoa giữ lấy tâm nguyện.
giúp đời hành đạo hữu duyên hữu phần. Như là Phật, đó là bài thơ. Hello. Dạ con. Bác ở đâu vậy? Bác ở Maryland. Ờ, thành phố Maryland. À. Nhưng loại này chỉ có bữa nay mở lên ngồi ngồi ai muốn hỏi gì để giao duyên với mấy người ở trên thế giới xa. Chứ còn bình thường nó đâu có giờ đâu mà cầm lên á, mà mắt thấy mà ta mà chữ đọc vô rồi vô ốc rồi là phải là nhắn tin trả lại rồi phải làm này làm kia, nó đâu có đủ giờ. Nên bây giờ là cứ gọi thoải mái nha quý vị. Maryland. thấy hình đó. À. Bác cũng đẹp trai dữ ha. Tướng này giống tướng của Thành Cát Tư Hãn. 80 tuổi rồi. Sao mấy tuổi? 80. Trời ơi 80 con mà mít bò tới đó không nữa. Hiện bây giờ còn đang núp lùm á. 80 là dư giống như lời rồi. Bây giờ nói đi, nói cái đó hoài thì nó có vô con cũng đâu có đọc đâu. Bây giờ mình có duyên nói vậy nè. Đúng rồi, 408. 833 phải không? 5399. 833, 5399 phải không? Đúng rồi. Con nhớ điện thoại con vô tôi à. Vì tôi có chuyện tôi muốn trình bày chú trước rõ mà. Trước tôi có gửi chú cái vấn đề điều đó thứ ba của hộ tượng, chú có nghe nắm được không? Đừng nói gì. Thứ ba của hộ tượng. Ồ, cái đó con nói rằng con chỉ là lính của Đức Thầy. Chờ Đức Thầy kêu con đứng thì không đứng, kêu ngồi thì ngồi. Rồi con của cha này cha nghe là con cũng như là đóng phim vậy đó. Tài tử đang đóng phim. Rồi mấy vị kêu đóng màn nào kêu giơ tay lên thì mình giơ, kêu ngồi ngồi, kêu đi đi. Cho nên hiện giờ đang ở trong cái thế gọi là chờ án binh bất động. Như vấn đề mà bảo gian tin tổ chức á, thì tôi được tin mấy tin là nói bảo gian là cái Phật A Di Đà gì đó cũng tên là bảo gian chứ không phải chuyện đó ra thì mọi người mọi ý thì trong tứ đại diệu kinh con cha cũng có nói bảo gian cái đó đó thì ở ngoài những cái kinh sấm á. Sau này Việt Nam mình á thay đổi hết, thay đổi theo ý họ thôi à. Người ta là Bảo Sơn Thiên Tử Xích, tức là Thiên Long Sơn ở gì trên trời nói á. Hồi xưa Đức Thầy nói của ông Ngài nói là chặng trình là Đức Thầy. Ngài nói ta viết từ đầu là Bảo Sơn Thiên Tử Xích, mà giờ nó sửa trên Bảo Sơn có nghĩa là núi Thiên Long Sơn. Rồi bây giờ từ từ sửa cho đã. Ok rồi, để con bắt điện thoại đường lai đường dây khác nha. Dạ. Yeah. Rồi gặp bác sau nha. Ừ. Quá trời gọi luôn ta. Nhiều người gọi quá. Bảo Sơn Thiên Tử Xuất. Bậc Chiến Tự Nhiên Thành. Hello. Nó ở đâu vậy? Con ở cái lai nè. Ờ, nó có lên nè. Vợ chồng con gặp được chú không mừng quá. Trời quá là nó mừng. Để cho mọi người thấy khóc. Thấy không? Thấy lên. Ở đó, ở đó. Hôm trước con nghe chú qua bên Thiên Thành đó. Thế con chạy qua bên đó mà con không có duyên gặp được chú. Thì...
giờ gặp này nè. Dạ, con giờ chồng con mừng quá chú ơi. Con ở gặp Cali nè chú. Bữa giờ con có về Cali thăm thiên lãnh lễ cha mẹ Thiên Long Sơn không? Dạ, con muốn đi lắm mà con chưa có đi được. Con nhập á, còn 2 tuổi mấy à, nên con chưa có đi được. Thì mốc về Việt Nam luôn. Mà có đọc kinh và thiền mỗi ngày không? Dạ con không có được mỗi ngày. Con bận công chuyện. Rồi con gái con nó nhỏ, nó bốc la, con không nổi được. Con yêu mến chú tới mức con để hình chú hay con đi ra vô ngắm chú nào? Trời, để hình bệnh nhân này. Chú đã nói rồi, chú chỉ là truyền tin cho cha. Sau khi chú về trời á, là chỉ thờ cha với thờ mẹ thôi. Bạn được, mình bạn nha, tại về trời á, là chú là thái tử rồi đi chơi vòng vòng với mấy cô tiên, con là tiên mà, nhìn mặt là biết tiên rồi nè, thấy không? Mặt là tiên à, tiên bị đỏ, tiên bị đỏ xuống trần. Thôi được rồi, mốt chỉ là thờ cha thôi, còn để hình chú đừng có để bàn thờ nghe, không có nên. Trên tường cho nó như để nhà bạn bè thôi. Ừ, tại vì chú... quá trời đẹp ha, vợ chồng hạnh phúc là quan trọng. Họ thiên chúng ta đó là lúc sống thế gian đó là phải tốt với chồng. Thí dụ như bữa nào chồng con á mà nó chán con á, là con phải đi Victoria's Secret mua mấy cái đồ mà cá lư thưa đó về để cho chồng mình nó vui. Không, thế gian mình phải hạnh phúc. Khi mình về trời á, mình cũng hạnh phúc trên trời. Cái là pháp xuất thế gian chẳng không có khác nào mà cõi đời mình đang ở. Chứ không phải như là mấy Phật tử gà gù gà gật là cắt ái ly thân là không có đúng. Cha mẹ muốn mình sống ở trần đó là phải có nguồn sống hạnh phúc gia đình, phải chung thủy với chồng, nấu cơm cũng phải nấu cho ngon, làm vợ cũng làm vợ cho giỏi nữa, thì là mới đúng là con của ông trời. Chứ không có phải như mình chỉ biết tu không để mình bỏ quên chồng là không có đúng. Mình như đi xe đạp vậy, nó phải cân bằng hai bên, nửa đời nửa đạo, thì là con với cha của mẹ là vậy đó. Con buồn á, khi con thấy nhiều người chửi chú mà con á là người đọc dị tật, đầu tiên mà chú xuất hiện trên mạng tự nhiên con có duyên là con clip đầu tiên của chú là con tin chú con tin là chú có sứ mệnh để cứu đời cứu đạo, mà con nghe người ta chửi con chịu nổi. Mà là con muốn gọi chú và muốn cho trên mạng nghe là từ khi con biết chú là gia đình gia đạo con rất là bình yên hạnh phúc và cuộc sống của con ngày càng nó giống như trong việc làm của con nó gặp nhiều may mắn, con thấy nhiều cái nó lạ lắm. Giờ hả con cũng thường vợ chồng con cũng thường thấy chú, mà đặc biệt mà là đêm đó mà con thấy chú là sáng dậy con nói với chồng con là chồng con cũng nói là anh cũng nằm thấy chú. Con thấy nhiều cái nó rất là buồn nhiễm, mà tại sao nhiều người lại chửi chú, con rất là buồn luôn á. Tại vì họ không có đủ duyên, để từ từ thì họ sẽ hiểu. Thôi nha con, cứ hôm nào mình nói chuyện nữa nha, gia đình hạnh phúc nha. Rồi gửi lời thăm chồng nha. Rồi bye bye. Thật sự trên những đứa con họ thiên trên Việt Nam mấy chục triệu người hay trên thế giới, chỉ hướng về Đông Bắc thì đã có họ thiên. Con tên gì vậy? Con là Thiên Thị Thanh Tuyền. Thì là cũng đã là đệ tử rồi. Còn hôm nay nói chuyện là con nhận được điển từ trong âm thanh của chú thẳng luôn. Bây giờ chú dễ trên trán con nè. Dễ nè. Dễ trên trán.
Rồi. Rồi. Rồi con nữa, dễ luôn, dễ nhóc này luôn. Rồi. Hay quá ta. Này. Rồi, chào con nghe, gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Rồi. Có nhiều sức khỏe. Cảm ơn con. Rồi. Rồi, chào, chào. Chào. Rồi, bye bye. Hello. Hello. Yeah. Thiên Kim Ánh ở đâu vậy? Dạ, ở Massachusetts. Massachusetts. Em mừng quá. Em ở gần cầu quay ở bên Việt Nam á. Em có nghe lời anh đi về Việt Nam á. Em có tiễn nhân mẹ với cha. Tiểu em đi về lên trình diễn ở trên núi á. Thì em đâu đó. Em cậu lọc. Đọc cái bài thơ của đệ tử Thiên Tiết Mai mới gửi qua cho sư phụ. Vua ngự thập bàn xa thai, dạy ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng. Gà kêu vượn hót vang lừng, đường đi thỏa thẻ dặm chân khôn lường. Nhân dân vắng mặt bàn thờ, sơn lâm vào ở độ nhờ khôn thai. Vua còn quốc nguyệt đài mây, phong điều vũ thuận phú gài an dân. Phong đăng trà cốc chứa chen, vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây. Chính cung phương ngẫm vần mây, thích thiên thích thai thiên tử là nay chỉ đời. Thích thai thiên tử là nay chỉ đời. Công danh chẳng ngại tìm đòi ra đi, công danh chẳng ngại tìm đòi ra đi. Tìm lên đến thập bàn khê, có đất sinh thánh bên kia cuối làng sẵn chẳng trình. Ngoài mấy đứa còn có cái gì muốn vô đọc có cứ ghé vô. Chào sư phụ. Chào con. Chào Thiên Kim Ánh. Giữ tâm bền trí để dự hội long qua. Không có nhiều người dự hội kỳ này. Ok rồi, vẽ tay em chán nha. Rồi Thiên gì ta mới giờ nói quên nè, tên gì? Thiên Kim Ánh. Rồi vẽ anh chán là Thiên Kim Ánh. Tại vì khi nói ra cái điện thoại này á, là mấy chư thần, mấy chư thiên mà đứng xung quanh của sư phụ á, mấy ngày ghi nhận hết rồi, Thiên Kim Ánh. Trong mấy cô toàn là tiên nữ không à, nãy giờ hai cô tiên này, cái cô kia mới vừa Thanh Tuyền rồi giờ Kim Ánh nè. Thấy, mà, thấy mấy cô tiên xuống trần. Sư phụ nói chuyện với ông thổ thần thổ địa ở bên Tết Tịch mấy năm á.
Hổ nói chuyện ông bà gì, ông bạn cho Hổ mà. Dạ. Tất cả tiểu bang Houston, Texas đó, là ông cai quản hết. Những cái thương xá thương mại đổ bển mà muốn làm ăn khá đó à, là phải kiếm ổng á. Nếu là cái bài về đó nhắn tin qua cho Hộ đọc cho. Tại giờ muốn tìm cũng không biết tìm đâu. Ai có cái bài về, bài về đó gửi qua. Ok rồi, con cứ giữ tâm bình, chỉ nhà giữ tâm đạo nha. Ok, thì Hộ bắt điện thoại cho người khác. Để nhiều người gọi quá, ai có duyên thì gặp. Hello. 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 Yeah, em đây. Sao? Con khỏe không? Con tên gì, ở đâu? Hello. Con tên gì, ở đâu? Thiên Kim Đăng Thi hả? Dạ, Thiên Đăng Thi. Thiên Đăng Thi ở Canada. Không khỏe không? Ừ, vẫn khỏe rồi, nó ngồi trình định đây nè. Không khỏe là nằm rồi, chứ đâu có ngồi được. Ừ. Con muốn hỏi sư phụ á, sư phụ. Chào. Bây giờ sư phụ có ra nghe chú Thích Thao nữa mà. Sư phụ có đi lên trên núi không sư phụ? Cái đó hả? Cái đó phải tùy duyên. Chứ bây giờ, thí dụ như tình báo anh Nam hay Việt Cộng cái nó hẹn cho phụ đâu á, phụ ra gặp nó cái mất công. Nhưng mà sư phụ có lên núi không? Có chứ, núi mình là mình phải lên chứ, bông hoa mọc cái phụ phải lên ngắm. Rồi con gặp sư phụ luôn. Rồi con qua đi phụ lên núi gặp. Con bấm chữ Thiên Long Sơn á, là ở trên Google nó chỉ à. Thiên Long Sơn á, trên Google nó chỉ tới à. Ừ. Sư phụ vẽ trên chén cho con với sư phụ. Rồi vẽ nghe, con trời ha. Trời bữa nay online mà cũng... Rồi vẽ rồi. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Thế tử này. Rồi, gặp nhau trên núi. Dạ. Dạ. Để đọc cái bài này của Thiên Mai Thảo mới gửi. Xin gửi tặng sư phụ và các huynh đệ tỷ muội một bài về của một Phật tử. Bài về hay đồng giao là bài thơ bốn chữ rất phổ biến trong dân gian Việt Nam. Đệ tử Thiên Công Khanh kính gửi đến sư phụ Thiên Tuấn Kiệt. Và các huynh đệ đồng đạo bài về về tu đạo. Để ăn trái tắc cho thông cổ, về cho nó thông đàm xuống luôn. Nãy ngồi chơi chơi cũng hai tiếng mấy rồi.
về nghe 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 về để hiểu về đề về đạo quả báo nhãn tiền luân hồi sanh tử dây trả trả dây truyền miên kiếp người trời Phật lo thương Bồ Tát hạ phàm chỉ dạy chúng sanh hiểu đời tu đạo A Di Đà Phật nghe dễ nghe dễ nghe dè để biết Bủ Sơn Thiên Long núi Thiên núi Rồng 16 tháng 3 2017 Ngọc Hoàng Phật Mẫu chỉ chiếu xuống trần mở ra chánh đạo thiên tâm cứu đời Thái tử con trời ngài Thiên Tính Kiệt nhận lệnh ơn trên đúng ra lập đạo chánh đạo không tà diệt quỷ diệt ma thờ mẹ thờ cha cha trời mẹ đất tu niệm Di Đà Quan Âm Bồ Tát A Di Đà Phật nghe dễ nghe dè nghe dè tu đạo Thái tử con trời ngài Thiên Tính Kiệt truyền đạo truyền tin nói rõ tình hình cơ trời hé lộ chỉ phương chỉ hướng đến với mọi người chuyển tâm tu đạo đạo trời pháp Phật 12 giới luật của đạo Thiên Tâm mỗi ngày đọc kinh xong rồi thiền định loại bỏ lo loại bỏ âu lo tinh thần giác ngộ lên thiền bát lên thuyền bát nhã của Phật Di Đà A Di Đà Phật nghe dễ nghe dễ nghe dễ tinh tường chuyển luân thánh vương ngài Thiên Tính Kiệt sứ mạng đạo đời nắm giữ gian sang xây dựng nước nhà quốc thái dân an tâm linh thống nhất đưa về một đạo đạo trời pháp Phật chánh đạo Thiên Tâm loan tỏa toàn cầu năm châu bốn biển cơ trời ứng nghiệm tái sức Phật thầy đem lại bình an đến cho nhân loại A Di Đà Phật. Hay dạ. Bài này đọc quá trời dễ nghe. Hello. Dạ, con xin chào sư phụ. Con là Thiên Trọng Nghĩa ở Việt Nam. Thiên Trọng Nghĩa hả? Dạ. Rồi, con khỏe không? Dạ, con khỏe sư phụ. Dạ, con nằm trong giấc nam mộng á, con gặp sư phụ được 3 lần. Con ở tỉnh nào vậy? Bình Dương ạ. Ồ, Bình Dương hả? Dạ. Thì có cảm ứng thì tối sư phụ chiếc thân về để mà cho mỗi người vững lòng tin vậy đó. Thì tu tập khi nào có nạn rồi mới kêu nha, chút chút kêu cái làm cho phụ phải lo cho những người khác nữa. Mà điện thoại đứt dây. Hello. Con chào sư phụ. À,
nhờ Thiên Quốc Cường hả? Nó ở đâu vậy? Con ở An Giang, sư phụ. Hả? Con ở An Giang. An Giang hả? Núi Cấm hả? Trời ơi, thấy người núi Cấm. Thì con ở An Giang thì ở nhà giữ bàn thờ tương tắc, giữ chánh niệm, giữ mọi giới luật để mà Đức Thầy Ngài xuất hiện á, thì mình được dự hội Long Hoa là quan trọng, không thấy không? Kiếp này á, là người nào được dự hội Long Hoa mà gặp được Đức Thầy, gặp được Thiên Thánh Kiệt này á, cũng giống như chúng vé số mà ở Mỹ là được 1 tỷ đô vậy đó, hơn nữa. Thì gán đi, gán giữ đi. Thấy à? Thì ở cái thời mạt pháp này, sư phụ là người trong Xuân Hạ Tác Cuồng Thư mà là Đức Thầy ngày xưa viết ra cái bài đó. Thì cái bài đó là tới ngày hôm nay nó đã ứng nghiệm. Thì người ở trong tranh cũng đã thành người thật rồi. Chỉ có một cái là con người lì lợm quá, khó có hiểu được. Con mấy năm trước đó, con có mình với cha mẹ, nếu mà Việt Nam mà có gì xảy ra, con sẽ hy sinh để mà phục vụ cho đất nước. Còn nếu con được duyên nữa lớn nữa thì con chạy sư phụ và con đi theo sư phụ, hỏi sư phụ. Thì con cứ giữ cái tâm đó đi, thì các chư vị đang đứng ở đây là trên cái điện thoại của con mà nói á, không phải nói chuyện với mình sư phụ nghe. Mấy vị xung quanh của sư phụ đây sau lưng nè, mấy vị đông lắm á. Ở trước mặt nữa nè, mấy vị rất là đông. Cho nên mình nói là mấy vị ghi nhận hết. Thần thánh mà. Phò sư phụ á. Ví dụ đạn nó bắn về da con có bị lủng không? Sợ không? Thôi, mấy vị chỉ còn mong mấy đứa con giữ gìn sức khỏe. Còn người nào mà khởi ý thôi á, là đã bị mấy vị bắt đi hết. Sư phụ không phải là ý như vậy, nhưng mà tại sao không biết. Còn những người nào có ý xấu làm cái gì á, là những vị thiện thần bắt hết. Ok rồi, có nên nhân nói chuyện con có giữ tâm son sắc bền chí nha. Rồi hẹn ngày gặp lại trên đất mẹ với Đức Thầy nha. Rồi, rồi gặp con ở trên đất mẹ ở núi Cấm. Rồi, bye bye. Xuân Hạ Tác Cuồng Thư. Xí điền tịnh tiểu nhân lấn lướt, thời vận hèn nhược, thời vận hèn dụng nhược thắng can, cầu cho bốn bể bình an. Chúc câu lai thới sớm làng vĩnh niên, chân danh hiệu nửa tiên nửa tục, đứng trung thần ngạn đục tầm trong. Dình câu thủ cụ gia phong, gom nhành lá rụng dung trồng giống xưa. Tớ lòng nhiều đoạn đẩy đưa, mong ơn Phật Thánh phước thừa cho dân. Chúng lấy thuyết vô thần bài bác, quốc một ngày thông đạt địa thiên. Chúng sanh nghe thửa lời truyền, cùng nhau thảo thuận danh hiền mới thơm. Dốc chờ ngày sen đơm nhị trổ, khỏi bùng lầy tông tổ hiển vang. Bá nha hiệp mặt tao đàn, tử kỳ trỗi giọng khải hoàng bốn phương. Lòng chảnh cảm quê hương nghèo ngặt, các nước ngoài bán mắt hàng lên. Ơn cha nghĩa mẹ phải đền, một ngày hiệp mặt
là lập nền từ bi. Những mơ ước hồi quy thượng cổ, thì hết câu ái ố dèm pha. Phương Nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung. Dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi. Liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Thế gian thoát trốn ngục tù, thần tiên hiệp mặt thì cù quá long. Mắt nhìn thấy thần thông biến hóa, Đức Di Đà hiện chóa hào quang. Việt Nam là giống hồng bàn, không còn hung bạo lăng loàn như nay. Dòm khắp chốn rồng bay chơi giỡn, dân hay lòng hết bỡn khùng điên. Thiên cơ biến ảo diệu quyền, hiệp chung tam cõi dưới miền trần ai. Bút nghiên hạ viết bài an lạc, dẫu cho người dốt nát cũng nghe. Kì kì con cuốc gọi hè, chẳng lo gieo giống đậu mè bắp khoai. Thi tả cảnh bồng lai tại thế, mãi trần chờ e trễ kỳ thi. Muôn năm trời định khắc kỳ, ngạc ông khắp thủ hà bì khó toan. Ta điên thuở tam hoàng thượng cổ, khùng thế thời khùng lộ ngoài da. Ghét dòng con nịnh độc xà, khinh khi trung nghĩa hải hà lòng nhân. Đường gai góc thiên sơn dạng hải, dẹp cho rồi tướng bái đàn đăng. Tử nha như thể cát đằng, tùng quân dựa bóng vui bằng hưng châu. Các nơi tiên trưởng đâu đâu, lưu bồng hiệp hội đồng chầu thánh vương. Chủ kia bạo ác phải nhường, võ vương hữu đức đường đường trị dân. Thì rõ việc phong thần trở lại, thuyền Đông Ba lèo lái cánh chương. Con lành mau lại Phật đường, cùng thầy cộng hưởng một vườn từ bi. Chớ nóng nảy sân si hư việc, phải để thời vua kiệt hồi quy. Sự phân những đứa vô nghi, mới là khỏa lắc vết tì ngọc son. Khuyên gán giữ cho tròn đời đạo, đừng cho loài cày cáo lung lay. Đừng cho loài cày cáo lung lăng, yêu tinh trực nút đường tăng. Mai nhờ đại thánh phi đằng cứu nguy, lối âm tự đường đi chưa đến, nên giữa đường kẻ mến người khinh. Thôi thôi ta để mặc tình, dầu ai chê nhạo phận mình toan. Nam mô Di Đà Phật. Hòa hảo tháng tư năm Canh Thìn năm 1940, Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Lối âm tự đường đi chưa tới, nên giữa đường, nên giữa chừng kẻ mến người khinh. Đưa về Việt Nam đường đi kịp chưa có tới, nên giữa đường kẻ ghét người chê. Cũng y như sư phụ ngày xưa, đường về Việt Nam xa vời vợi, cho nên kẻ ghét người khinh. Đây sư phụ văn câu mình khoái nè: chớ nóng nảy sân si hư việc. Chỉ câu này thôi chứ không phải câu kế tiếp. Đó là các con hồi thiên và những đứa đệ tử nãy giờ gọi, ai cũng mòn mỏi trong. Cả sư phụ Thiên Đức Kiền ngồi đây cũng rất là trong, trong từng ngày từng phút. Tại vì mình là người đóng phim, mà là lính của Thượng Đế, đã mang ba lô rồi,
súng đã lên nòng rồi nhưng mà chưa có được phất cờ để mà ra chiến trường thì nó còn tâm trạng như thế nào quý vị hỏi nghĩ đi. Cũng nóng nảy nhưng mà mình cũng phải gán chờ cơ vận đi á, từ lớp từng lan. Phiên á, cũng phải có, tức là cơ vận nó phải đi đồng bộ cả thế giới thì lúc đó, đó nó mới đi sập xuống một lượt. Một ngày không xa, rất là gần. Hai ba người gọi. Hello. Dạ. Con vô. Dạ. Con vô để giúp sư phụ. Hello. Con vô thắng cha mẹ. Con vô thắng cha mẹ. Chào. Hai ba luôn. Dạ. Hai cái điện thoại, hai cái phi tham luôn. Chào luôn hả? Dạ. Được. Rồi, sư phụ dĩa lên chén nha. Thì dĩa lên chén hai đứa. Rồi hai đứa đệ tử này. Con ở đâu vậy? Con ở thù nói chuyện con nè. Con đang ở đâu? Con ở Sài Gòn. Còn mấy đứa đệ tử này ở Đồng Tháp. Này Đồng Tháp, này Sài Gòn. À, hai tỷ muội cùng quy một lượt ha. Con của ông trời mấy cô tiên này. Rồi ok, nhận luôn. Dạ. Sư phụ chỉ nhận dùm cho cha đây nghe. Sư phụ xuống trần là sư phụ nhưng mà về trời là mình là bạn nhau á. Dạ. Rồi nhận hết. Rồi nói chuyện con sau nha. Rồi thời gian này khổ quá. Dạ con khổ lắm sư phụ ơi. Ok rồi sư phụ nói chuyện con sau. Sao con hồi nãy con đưa cái gì? Rồi. Dạ sư phụ con có. Dạ con có hai đứa con sư phụ. Nói làm sao? Hai đứa con của con sao? À dạ, tại con cũng muốn sư phụ dễ cho nó luôn. Tại con cảm thấy thời gian này con. Thời gian này quá khổ. Dạ con chào sư phụ. Con ở đâu? Con ở Việt Nam sư phụ. Con là Thiên Thị Dư Hiền. Con Thiên Thị Dư Hiền, con ở tỉnh nào? Ơ nghe. Dạ, con xin vẽ bảy chữ chát luôn. Rồi, dễ nè, dễ rồi. Nhớ đọc kinh là thiền nghe. Con hàng ngày luôn sư phụ. Rồi, giỏi. Được 2 năm rồi sư phụ. Giỏi đó. Dạ. Con này ngày nào cũng 5 giờ sáng cũng dậy. 5 giờ sáng dậy con ngồi thiền cũng đọc Lăng Nghiêm cứ mỗi ngày nhưng mà bây giờ kinh tế Việt Nam nó đang rất là khó khăn cho nên mình biết là cơ vận á đi đúng đường, đúng đến khi nào mà nước Việt đến lúc mà cần Phật xuất hiện thì Phật sẽ xuất hiện. Con thấy bây giờ nó khác hơn những năm về trước. Mỗi một ngày đó mấy vị là nói cho thầy biết á là sẽ còn nhiều nạn tai chứ nước Việt, tại vì mình nước mình nghiệp nặng lắm, con biết không? Sư phụ là thiên tử đầu thai xuống trần mà người duy nhất con với cha xuống trần mà bị người Việt Nam ở bên bển dùi dập nhiều lắm, họ vô minh lắm, thì gọi là cộng nghiệp. Dạ, chúng con biết rồi, chúng con mong mỏi sư phụ, chúng con mong mỏi thầy về, con cứ nguyện khi nào mà sư phụ về là con sẽ ra chiến trường đón sư phụ. Sắp về đó con chuẩn bị đón đi. Sắp rồi đó. Sư phụ bữa nay là núp lùm ở trong cái phòng này hồi xưa đó. Cái phòng này là đường xưa lối cũ, tức là hồi xưa lúc mà sư phụ mới làm livestream đó là ở đây. Còn mấy năm nay cái đi lòng vòng ngoài thì bữa nay mấy vị kêu giữ gìn sức khỏe thì mới trở về cái phòng này, dùng cái điện thoại có một mình nè để mà ngồi thiền nhiều được chút, chứ bữa giờ ra ngoài cộng đồng nhiều quá không có giờ ngồi thiền.
Ok, sư phụ nói chuyện với mấy đứa khác nha, nhiều người gọi quá. Quá trời gọi luôn. Hello. Ok, đọc comment, bắt điện thoại bắt không nổi. Hai ba cái điện thoại nó reo liên tục. Hello. Chào đại tử. Dạ, con đang ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ạ. À, vậy à. Dạ, con quy thiên tâm được 2 năm rồi. Gán ngồi thiện lộc kinh nha, tướng trời nha, lỗ mũi này giàu lắm đó nghe. Toàn lỗ mũi này giàu lắm à. Quá trời á. Còn con trời xuống trần cũng nhiều đứa biết đường về nhà quá. Dạ, con mong sư phụ về Việt Nam. Sẽ về mà, khi nào Việt Nam cần thì sẽ về, còn giờ chưa đâu, về giờ là cái cổng số 8 nó ra phía trường nó cầm liền á. Rồi, hồi dễ lên chén nè. Rồi, nhận. Rồi, rồi đó, nhận rồi đó. Ok. Rồi, chào con. Hello. Rồi, sao? À, cái tay đau thì sao? Ô, con là thợ hồ phải không? Con bữa con bị cái tay đó phải không? Dạ, con bên thợ hàng. Thợ hàng là... Vậy giờ cái tay con bớt chưa? Dạ, con này đỡ nhiều rồi mà nó... Con mắc làm sao thì không được, nhưng mà con làm được. Thì coi như cái nghiệp của mình á, mình xả nghiệp đi, nhưng mà giữ tâm bền trí. Xét phàm là vô thường. Miễn làm sao á, mình giàu cho cái ngày mình chết, mình cũng chết quanh quanh việc liệt á, mình không phải là chết nhát á, chết mà chết đúng như từ hải á, là mình cũng vẫn thành thần thành thánh như thường, không biết không? Dạ, dạ. Mà sư phụ ơi, sao? Tối cả cái hành quy y đó, sư phụ nhận gia đình con 4 người quy y tiếp sư phụ, con nghe sư phụ. Dạ, nhận hết rồi mà. Rồi nhận nó rồi đó rồi. Gắn tu tập nha, đọc kinh ngồi thiền nha. Rồi. Ok rồi, chào con nha. Con gắn nào tin ngồi thiền. Hello. Chào Thiên Thành Nhân. Chào con. Dạ. Con ở đâu? Con ở Nghệ An. Ở ngoài Nghệ An. Ở ngoài, ngoài, ngoài Hà Nội. Ở Nghệ An, Hà Nội hả? Vâng, à không, Hà Nội. Nhưng mà người Nghệ An đang ở Hà Nội. À. Vâng. Người hồ nghe nè, cứ nói chuyện. Mấy năm nay cũng làm về tâm linh nha sư phụ, tức là mới mua nhiều thứ thì nó ở Việt Nam này nó cũng có kiểu các cái linh căn xuống trần, xuống trần đấy sư phụ. Linh căn xuống trần à? Vâng, nhiều lắm. Có nói chung là mỗi người mỗi nghề, nhưng mà nó nhiều lắm sư phụ. Tại vì cái thời này là thời tận thế sàng lọc, cho nên những linh căn và thiên lý thần á, họ đều xuống thế gian để muốn lập công với thượng đế. Nhưng mà trong lúc đó đó, họ mượn những cái xác phàm. Thì lúc đầu xác phàm còn không tiền không bạc thì đi đúng đường. Đến khi mà xác phàm chút nổi danh, nghĩa là tiền dính với tiền bạc, thì lại bị mất điển rất là nhiều. Ở nước Việt Nam mình là một trong những nước
có Phật đầu thai xuống. Hiện giờ có sư phụ là con của thiên thượng tái sanh để mà lo cho cơ vận. Rồi song song nó có những vị Bồ Tát, những chư thánh khoảng mấy nghìn người, họ sống lam lũ ở trên nước Việt, họ chờ chờ để mà lập bản phong thần, rồi chờ gặp Đức Thầy để là để mà lập hội Long Hoa. Nhưng mà khi mà cái thời gian đó, những vị xuống lâu quá, rồi mang sắc phàm nghèo quá, khổ quá, rồi cộng với ái ố hỷ nộ, nhiều lúc bị mất đi cái sứ mệnh. Thường lúc mà nhảy dù xuống khoảng 5.000 người, bây giờ ngồi đếm lại không còn vài trăm người nữa, đi lạc hết rồi, bị kéo xác, bị bồ quỷ xác phải đi về hết rồi, về bị phạt chứ không phải về không, rồi về là tra phạt. Cho nên giống như một những người mà mang nhiệm vụ đi làm lính mà làm không xong á, mà còn làm hư chuyện lớn thì về dĩ nhiên là bị cấp chỉ huy phạt rồi. Thì cho nên những người mà mang nhiệm vụ bây giờ còn không bao nhiêu đâu, họ đang chờ Đức Thầy xuất hiện, chờ Phật Di Lặc xuất hiện để mà họ bước ra, bước ra để mà độ đời. Và đồng thời sư phụ là người đầu tiên được lĩnh của các chư Phật, Đức Thầy và cha mẹ Phật Mẫu và Thượng Đế kêu ra để mà lên tiếng nói đầu tiên, để cho tất cả những linh căn đó họ biết là những ngày tháng chùa an ủi không có được nóng nảy sân si hư việc. Hồi nãy mới đọc xong cái bài Xuân Hạ Tác Cường Thư đó. Thì cho nên những ai có linh căn như con này nọ, gắng giữ tâm bền trí nha. Vâng, con có một việc nữa là trong người con đang mang một cái máy gì đây, sư phụ nhắc ra con, nhưng mười mấy năm nay con vận hành mệt quá. Con ok, khi con nói chuyện với phụ thì những chư thiên đang đứng đây nghe hết, thì con cứ khấn thì mấy vị sẽ bay về bển sẽ giúp con á. Và với vậy cái điện của sư phụ qua điện thoại á, nó có cái điện thanh, thì con có duyên sư phụ bắt điện thoại là con đã được giải rồi đó. Ok nha. Vâng, yeah. Vâng, con cảm ơn sư phụ nha. Rồi, chào. Hello. Hello. Dạ, con chào sư phụ. Chào, con ở đâu? Dạ, con tên là Thiên Thành Nhân, con ở Canada, sư phụ ơi. Thiên Thành Nhân, Canada, ở tiểu bang nào Canada? Ottawa, Canada. Dạ. À, sư phụ ơi, con theo sư phụ cũng lâu lắm rồi. Từ hồi những clip đầu tiên, sư phụ cho con hỏi gì nè. Tụi con có ngồi thiền nhiều lắm. Xong rồi có lần Đức Thầy xuống điển vô đầu cho một cái cho con với vợ con. Xong rồi mơ thấy Đức Thầy với sư phụ nói là có chư thiên xuống vô trong bụng bầu của vợ con. Thì con mới hỏi là bây giờ nuôi các chư thiên em bé làm sao hả sư phụ? Thứ nhất, kêu vợ con mang chai, tại chư thiên không có thích ăn đồ ổ quế. Dạ đúng rồi sư phụ. Thứ hai, kêu vợ con phải đọc kinh để cho chư thiên khoái nghe kinh, chứ chư thiên không có thích nhảy đầm. Tại vợ con thì nhảy đầm, chư thiên ở trong bụng nó cũng cà tưng theo sao, đúng không? Này đẹp trai nè, con cũng là chư thiên xuống. Hai chuyện con làm vậy thôi là chư thiên trong bụng khoái. Tại vì hôm nay mình ngồi đây ở thời đại năm 2023, chư phụ tôn định cha gieo cái hạt giống xuống trần. Song song á, bề trên cũng đã tính cho 3.000 năm về sau, những đứa con Ngọc Bích mà suốt để mà tiếp tục lo cái đạo thiên tâm sau này để thống nhất thế giới đó, là trong tương lai nhân loại đó, họ không có phải như bây giờ. Họ rất là thông minh và rất là hiền từ và rất là gọi là nhu mì dung hòa nhau, không có gây gổ như bây giờ, không có lừa dối nhau như kiểu bây giờ nữa. Thì những đứa nhỏ mà ai mà mang bầu nít mà thời nay đó đều là có phước, không có ai được phá thai trong lúc này. Vì những đứa con Ngọc Bích ở Thượng Đế đã xa xuống để mà tiếp tục cho cái đạo trong tương lai á, là trên cõi trời xuống không à. Không phải như những cái thời đại mấy thập niên trước mà ma quỷ rồi nữa, mình đẻ ra con toàn là ở Việt Nam ăn chơi ăn quậy là khác nha. Bây giờ là khác à.
như đạo Phật rồi, sư phụ giao duyên với người khác nha. Nhiều người gọi quá người ta, cái điện thoại không ngưng luôn á. Cái giờ đọc comment nãy giờ có lo bắt điện thoại không? Mỹ Lệ, con Thiên Quang Mỹ ở tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị Thừa Thiên ha. Rất tin và được gặp Phật Di Lặc gián tiếp, chỉ cầu mong sư phụ luôn an lạc. Con tin đã đến thời kỳ chuyển thế. Những lòng tin nghe con, giữ những lòng tin. Con Thiên Thanh Diễm, chúc sư phụ được nhiều sức khỏe. Con có đi điện Thái Bằng Thiên, con về nhà không bao lâu con mơ thấy sư phụ về vẽ lên trán con. Phương Khách hỏi khi nào về Việt Nam dịnh kịp, khi nào bắt thưởng bắt Trọng bác Phạm Minh Chính, ba người Hùng Mua với tình báo Hoa Nam nữa, bốn người tình báo Hoa Nam, bác Thưởng, bác Trọng, bác Chính, Hùng Mua vé máy bay $700 thì Kiệt mới về. Chờ Đức Thầy. Hello. Hello. Chào Thái Tử. Ủa Thái Tử đâu? Ai là Thái Tử? Kiệt được rồi. À, ở nhà livestream á, mặc cái áo thun này phải không, chân á thì không mang vớ nữa, livestream miễn ra được cái clip là ok. Còn ra ngoài chỗ đông người á mình bớt cái tiếng trên tivi lại nó thú quá. Ok rồi, có gì hỏi không? Hãy giữ những lòng tin nha các đứa con họ Thiên, cơ trời sắp đến rồi nè. Thiên Ngọc Loan, chú Kiệt đừng la ba con nha. Con xin hỏi trải qua nghìn kiếp, có kiếp nào chú đọa địa ngục không? Con xin lỗi chú câu này. Chú thì đâu, chú là người, chú có 25 cái bông sen, tức là chú đã thành Phật 25 kiếp. Mỗi một kiếp xuống á, làm xong nhiệm vụ mà giỏi á, mấy chư Phật với cha thưởng cho chú cái bông sen. Hỏi mà cái màn nào, quốc gia nào, thời kỳ nào mà cần những người đóng cái vai giống vậy, giống như người cai ông cổ thì tìm tìm giống như Vũ Linh vậy, với mới chết vậy đó, hay là Minh Dương Minh Phụng. Còn Tân Nhạc thì kiếm Đàm Vĩnh Hưng rồi Đại Khái, còn Hài thì kiếm Hoài Linh vậy đó. Còn chú là những cái giai nào mà làm ít nước lợi dân, thì kiếp nào làm hoàn thành trong nhiệm vụ thì về cha thưởng. Còn chú có đọa địa ngục không hả? Thì chú chưa nghe mấy vị kể cái đó, nhưng mà chú mình chắc có. Sao không có? Tại vì xuống cứu chúng sanh với địa ngục thì mình phải đi xuống địa ngục của con.
Còn có một lần ở bề trên, mấy chị chị ngồi ngồi kể chuyện những tiền kiếp của chú á, thì có một lần cha nói luôn, hồi xưa đó chú cũng phải đầu thai làm dinosaur, để mà tại lúc đó có quả địa cầu này, không có loài người, chỉ có dinosaur thôi con. Thì chú phải làm mấy con dinosaur để dẫn mấy con dinosaur, để chống cự lại, để bảo vệ những con dinosaur hiền, không có bị mấy con dinosaur ăn thịt hiếp. Cho nên kiểu nào chỗ nào mà cần thiết là chú vào chỗ đó thôi, chú đâu có bất cứ nơi nào cần chú thì chú đến. Hiện giờ nước Việt đang khổ, đang cần đức thầy, đang cần chú, thì chú đầu thai làm người Việt, gieo cái đạo thiên tâm vô là người Việt, để sau này cả thế giới họ tôn trọng nước Việt, vì có một cái chánh đạo và thống nhất thế giới, thì lúc đó nước Việt mới là cường quốc được không. Chứ cái đạo mà nó làm ở Do Thái thì khác rồi, cho nên bây giờ Do Thái nó hay ăn hiếp người ta. Một ngàn chín trăm sáu mươi ba người, bữa nay đột xuất không hẹn mà cũng đông hơn. Xin chào ngài Kỳ, con giáo viên với chúng con tại Sài Gòn. Con xin tên Quang Nguyễn, Nguyễn Diệu. Sư phụ ơi, con có phá thai, mong sư phụ giúp các con của con cũng được về trời với cha mẹ. Con ở Việt Nam chưa gặp được sư phụ, thụ giúp con. Con có phá thai, cái quan trọng là cái thằng nhóc nó có đeo cổ con mỗi ngày không, nhóc hay con nhóc chưa biết, mà nó đeo á là con cảm thấy nhức mỗi tối ngày à. Con từng đừng có tưởng nó là gió mà không nặng nghe, cái lúc nó muốn nặng 50 kg thì cái cổ con cũng 50 kg, còn cái lúc mà nó muốn nhẹ như bông hồng thì nhẹ. Cho nên con phải có cảm nhận là có một cái vong linh của nít bám theo con, phải không? Rồi thường á, nếu mà con là chưa có chồng á, thì nó là làm cho con không có chồng, tại vì nó biết ganh tị mà nít mà đó, thì trước tiên con phải siêu nó trước. Chú mới tiễn đi một đoàn nít đi chừng mấy chục chiếc xe bus của trẻ em mới về trời. Hello. Chào con. Rồi nhẹ nè, dễ trên điện thoại rồi nè. Rồi con cũng chờ về trời nha. Rồi. Con tên gì? Thiên gì? Thiên Mỹ Lan. Thiên Mỹ Lan. Chứ không phải là cái gì bà Mỹ Lan vừa bữa bị vô hộp cũng giống tên con quá ha. Cười. Con thấy giàu quá, giàu chứ. Giàu cũng đâu có vui gì đâu phải không? Ok, là chào con nha. Hello. Hello. Chào con ở đâu à? Việt Nam, ở tỉnh nào? Đắk Lắk, Kon Tum. Ở đó có nhiều cà phê của anh cà phê mình á. Anh có mở khi nào anh chịu chơi, anh mở chừng 30 ngày không tính tiền, cho ta vô chỗ của ảnh
du ngoạn thiên thiên cung của ảnh. Có vô thử là bữa thấy quay đẹp mà. Thưa phụ mà có nhiều cà phê như ảnh thì phụ mở quán free tặng tặng cho ta vô thưởng thức, chứ không lẽ chỉ có người có tiền mới được vô, người nghèo không được vô sao? Ok rồi, giao diễn con nha. Neo Ly Nguyễn, thưa sư phụ, hai bài kính thiền 1980 và 2017 không có nói đến thái tử gì, không chỉ nói đến thái tử mà còn cho các con thiền phải có nhiệm vụ cùng ngài hoàn thành cơ nghiệp, phải không sư phụ? Đúng ngay chốc. Neo Ly Nguyễn này thông minh. Tại hai bài đó là không phải cho riêng sư phụ mà chính là cho sư phụ. Nhưng mà khi các con nghe đó, tại vì chúng ta đều là con trời hết nha, sư phụ cũng là con trời tất cả nhân loại trên quả địa cầu và tất cả 3.000 cái hành tinh đúng ngoài kia cũng đều là con của cha hết. Nhưng mà cái người đàn anh sư phụ giống như là đã già rồi, cho anh sư phụ có trách nhiệm. Thì các con là những người em út nhỏ xuống đây chỉ đường để dẫn anh em của mình đi về. Thì cái bài kính thiên đó cũng như là cha mẹ viết cho chung hết chúng ta đó, gán mà nhớ, gán mà thuộc, gán mà làm theo. Kính thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Nhân sanh quả báo nhãn tiền, luân hồi vây trả truyền miên kiếp người. Nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sức mạnh đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sen, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng, nhẫn cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh hoan ca cuộc đời. Thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sững ở thời cơ sao. Đó là của mẹ viết cho chúng ta. Dung Nguyễn ra clip 7, clip 8, clip 9 trong 513 câu. Thái tử ơi, khi xưa ngài chịu khổ hình thập tự giá, thập giá, giờ ngài đến Việt Nam, Việt Nam sẽ thịnh trị. Tại vì Việt Nam sau này sẽ làm cường quốc sẽ là một quốc gia giống như là mẫu mực, một cái model cho thế giới bắt chước theo, là vì có thiên tử hạ phàm và đồng thời có cái đạo là nước Việt lập ra, thì cho nên từ đó mới thu phục cả thế giới quy phục. Tại cái đạo nó quan trọng lắm, mà cái đạo mà được các thiện thần ở trên trời cha ra có ấn chứng đàng hoàng, không phải ai lập đạo cũng được nha. Người này xưng kia, nhưng mà lập đạo đó là phải có ấn chứng của Thượng Đế đàng hoàng, là phải con của Ngài. Nhưng mà Chúa Giê-xu là cũng là thiên tử, là con của Thượng Đế. Ông như ông Mohammed của đạo Hồi giáo cũng vậy. Tức là chỉ có thiên tử mới lập đạo cho cha, thờ cha, Thượng Đế. Thế giới này ai cũng thờ Thượng Đế hết. Đạo Công giáo cũng Thượng Đế, Hồi giáo cũng Thượng Đế, Thiên Tâm cũng Thượng Đế, Ấn Độ giáo cũng Thượng Đế, Hindu cũng Thượng Đế, Do Thái giáo cũng Thượng Đế. Nhưng mà họ không có chịu khó hơn chút, họ học theo cái lối của đó, của thời xưa. Hôm nay mình cũng Thượng Đế, Thiên Tâm cũng Thượng Đế, nhưng mà mình học Phật để mình thoát luân hồi sanh tử. Chứ những cái đạo kia họ khó thoát luân hồi sanh tử lắm, họ vẫn còn chấp.
họ không có chịu khó, họ không có như học theo lối Phật. Cái đạo là một chuyện nha, cái công thức của mình là công thức Phật, còn của họ là công thức Do Thái, công thức Công giáo, công thức Thiên Đốc giáo, đại khái là không có hay bằng cái công thức Phật giáo của mình. Nhưng mà tất cả chúng ta đều thờ một đấng gọi là Độc Giác Thần, là thờ cha, họ cũng thờ cha, nhưng mà công thức của họ dở hơn. Cũng giống như một cái máy vi tính, một cái điện thoại, nhưng mà cái điện thoại làm thật sự của Apple, vậy là cha đó, là mình đó, là tốt. Còn mấy điện thoại giỡn giỡn hù quê rồi á, không có bằng. Nhiều người gọi quá, đọc comment không được. Quanh Nguyễn Thiên Quanh Nguyễn Chiều Nguyễn Thiên Trúc Nguyễn Thiên Thắng. Chúng con ở Sài Gòn, xin Ngài Kiệt gọi tên chứng, xin cho con làm con ông trời. Mong các vị nghe mấy lời này. Quanh Nguyễn Thiên Quanh, nó còn nhớ để dấu nè, tại sư phụ đọc dấu dở. Oanh Nguyễn Thiên Chiêu Thiên Trúc Thiên Thắng, rồi đó, mấy vị đây nghe hết rồi đó, con trời rồi đó. Xương Đổ, sư phụ cho con hỏi, Ngài Phục Vy có phải anh sư phụ không? Sư phụ chỉ biết sư phụ là vua Thần Nông, còn Phục Vy là anh hay là em hay gì á, cũng là con trời, nhưng mà Phục chưa có hỏi cái đó. Còn ngày xưa á, có một lần mấy vị kể là sư phụ dạy cho nhân loại á, trồng cây lúa bằng trái dừa khô á, là 1513 câu sư phụ có kể, sư phụ là vua Thần Nông. Hôm nay sư phụ phải đòi Quảng Tây, Quảng Châu gom hết lại con cháu thời xưa lại hết 100 giống dân bộ lạc Việt Nam lưu lạc khắp Á Châu. Thiên Liên, con xin kính sư phụ nhận làm tử, sư phụ nhận Thiên Liên làm đệ tử. Mệt nghe quý vị, nãy giờ nhiêu ta, nãy để số 200 là nhiêu ta. Ui chà, 200 là 200 phút 3 tiếng nữa. Phải 3 tiếng không? Cái clip đầu tiên kịp báo động. Ai mua lương thực mà không sử dụng thì lên núi Thiên Long Sơn Kiệt trả tiền lại. Đây cái hình còn đây. Thời đó Thiên Cơ Kiệt biết rất là lâu, rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa được lộ. Đến ngày đến giờ mới gì cho mình mới được lộ nha, không phải mình muốn lộ gì mình lộ. Rồi giống như những ngày đầu Kiệt cũng không có dám nói gì nhiều, bốn con bài úp thì vẫn mà hiện giờ vẫn úp nha, mình chỉ mở mở thôi. Giống như mình nói mình bắt cái đinh thì mình chỉ cho những người con chiên hay là những người cứng đầu á, họ không có bị sốc nặng mà họ cười cười, họ nghĩ ngẫm, rồi sau từ từ họ ngẫm nghĩ suy ngẫm rồi á, giống như nước mà đổ xuống đất, đổ từ từ nó sẽ thấm đất. Chứ bốn con bài úp úp là ồ tôi là Chúa Sâu, tôi là Minh Dương, tôi là gì gì đó, chờ nha. Còn đứa bà mở là chuyện của tôi có cách để mà tôi độ đời, dụ nhiều người lên thiền bát nhã là cái công thức của tôi. Còn ngoài kia ai lập dùm á,
lật dùm bài dùm cho Đức Thầy á, không nên nha. Tại vì con người ngộ lắm, họ thích cười nhiễm và họ thích nghiên cứu, còn cái ngã mà còn tự nhiên cái mình nói ồ thôi chú xô cái là họ tự nhiên họ nổi nóng lên họ chửi thì họ sẽ bị đọa đó, họ mất phước một kiếp này, tội nghiệp họ lắm. Nên đừng có lập dùm mấy cái bài cười dùm triệt nha Đức Thầy á, để ngày lập. Còn chuyện tôi ước mơ mở ai hiểu thì tốt, còn hiểu cũng không sao. Chỉ biết là tôi làm lợi lạc cho quần sanh là được rồi. Bữa nay hớt tóc cũng được quá không? Này sư mẫu hớt. Hello. Dạ, xin chào anh chị. Chào. Hả? Dạ. Nghe. Rồi cứ nói chuyện đi. Dạ, em ở Los. Ở Nam Cali hả? Dạ, Nam Cali. Và sao? Ở dưới thuộc của anh Tạ Đức Chí hay Kim Ly Hồ? Phe chánh hay phe tà? Bầu cho ai vậy? Thiên Kim Ngân, con gọi số kia được cái con nhảy qua bên thầy bố con gọi. Dạ, con người xin tân gọi được sư phụ ạ. Con khỏe không? Dạ, con khỏe. Con ở đâu vậy? Dạ, con ở Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam. Lâm Đồng hả? Dạ. Ồ. Chỗ con bữa nay là người dân trồng rau mà không có lúa sản. Nước mình đang vào cái cơ trời á, đi đến để mà ngõ cục. Cho nên các con phải dự trữ lương thực cả nửa năm nay. Phụ lên trên mạng đã thông báo nhiều rồi. Thì những cái gì cho phụ nói đều có trúng hết. Không có hiểu không? Thì mình phải biết lo trước. Cho phụ cũng đã nói cả năm, mình phải thủ tiền, thủ của, thủ gạo. Rồi mình sống hòa nhã. Còn trong tương lai những ngày kế tiếp nó còn khổ dữ lắm. Khi mà chiến tranh xảy ra gia đình có thể chết đói. Thường chỉ sợ nước Việt nhiều người chết đói đang khấn nè. Dạ. Dạ, sư phụ với lại ở bên Lạc Dương bữa nay mới có trận mưa đá 15mm luôn ạ. Mưa đá hả? Mưa đá là điềm xui vậy đó. Là bữa hổm ở núi Bà Đen có phượng hoàng đen á. Phượng hoàng mà đen á là cũng là điềm xui. Nhiều chuyện xui lắm, Việt Nam rất nhiều chuyện xui lắm. Bữa nay bác thử mình có nhỏ cháu gì trong bốn đứa cô đó, nó lên clip nó nói quá trời luôn á. Võ Tú Nghi gì hả? Tên gì á? Võ Tú Quỳnh. Võ Tú Quỳnh, trời ơi. Nên tội nghiệp mới vừa lên chức bị sắp sửa bị lôi đầu suốt nữa. Công ty có người Việt hay người ngoại quốc? Dạ. Công ty ai là chủ? Việt Nam Bắc Võ Xanh á chủ. Tại vì hệ thống nhà băng trên thế giới nó đang thứ động rồi hết. Cho nên Việt Nam á là không biết sao họ sống được á. Tại vì tiền ở bên Mỹ này á, những nhà băng Mỹ còn sắp chết nữa. Huống hồ nhà băng của Việt Nam. Còn những người nào mà trả tiền cho những cái khu chung cư của họ 30-40% nữa, giờ cho con có trả 100% họ cũng vẫn không có xây xong. Họ cũng không có tiền đâu xây xong. Dạ, ở chỗ con là nhiều người bị bè lắm chú á. Thì con gắng niệm Phật đi, giờ chỉ có ngồi thiền niệm Phật để mà mình chờ một cái sự gọi là màu nhiệm sẽ xảy ra trên nước Việt. Thì mà sư phụ chỉ nói vậy thôi. Sẽ có một cái chuyện rất là màu nhiệm xảy ra để cứu dân tộc, để đưa nước Việt thành cường quốc. Nước Việt sau này sẽ rất là giàu, rất là hùng mạnh. Nhưng mà bây giờ á, phải lặn tới dưới đáy á, nó mới trồi lên mạnh được phải không? Dạ,
Rồi con giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, sư phụ ơi, người vẽ cho con với ạ. Đây, người vẽ cho con. Dạ. Thiên Kim Ngân phải không? Dạ, con Thiên Kiều Ngân. Thiên Kiều Ngân. Nhưng mà cái tướng của con á là tướng giàu á. Cô tiên xuống dạ, trần. Các bộ thấy cái tướng con là giàu nhưng mà con bớt hiếp chồng nha, con hiếp dữ lắm. Dạ. Ừ. Con hiếp hả? Dạ. Ừ. Ok. Rồi sư phụ nói chuyện lần sau nha. Rồi, dạ, chào. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Chào con. Dạ, con chào sư phụ ạ. Dạ. Này khô cổ nữa à ta. Ngoài đó có mấy đệ tử nó bưng nước đổ lo, đây có mình cầu quẹt cầu quẹt. Lại cũng là thủ bình ở đây. Ấn này ở điện Thái Hoàng Thiên. Này đọc comment không bắt thôi nữa. Thưa hữu nước chanh vô, nước chanh giờ đâu có còn. Ngồi xuống đây livestream cái này là dính cứng ngắc. Đến nơi nào tắt thì thôi chứ. Ở đây 210 phút là 3 tiếng mấy rồi quý vị. Nghỉ được chưa? Ngưng được chưa? Lê Ngọc Hà hỏi chú Nghiệt ơi, giờ bên Việt Nam cần chuẩn bị gì? Cần chuẩn bị tinh thần. Thứ nhất là sắp chết đói, sắp khổ thêm. Thứ hai là cần có sự dũng cảm và cần có sự bền chí để mà vượt qua cái khó khăn này. Thì lúc đó mới tới Thái Lan. Không có cái gì mà đánh đổi một cái sung sướng mà không có sự trả giá đắt. Cho nên các con quân dân bên nước Việt á, là người phải trả giá rất là đắt trong kỳ này trước khi Phật xuất hiện nha. Thì cả năm nay mình đã báo động rồi á. Chỉ là Thiên Minh Kiệt này chỉ xin giảm sự chết chóc, xin bớt người người chết, bớt nhiều người khổ. Thế còn cái đời sống bình thường thì sẽ không bao giờ trở lại, rất là khó. Tuy là trên những cái mạng truyền thông VTVN hay là FDVNC gì đó, họ muốn nói kiểu nào họ nói. Nói là mà
bánh dẻ thôi mà ăn đâu có no. Vô tivi, nhìn tivi thôi, tivi đâu có cạp được. Thế là Phật hôm nay có ông này ông hỏi hay nè, nghe Dân Thảo hỏi anh dự đoán thời gian bao lâu nữa Việt Nam là cường quốc, 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Tiên cơ, tiên tri những gì nói, trên cái thế gian này không có gì gọi là khủng khiếp. Khi mà một cái thể chế cộng sản bỏ lại, nó còn thua một cái đống rác nữa, bùi nhùi. Có nghĩa là mình không còn rừng vàng bạc biển, mình cũng chẳng còn có tài nguyên gì hết, chỉ còn một đống nợ, mỗi đứa nít sinh ra một cái nợ. Cái đó là chuyện nhỏ, không có tiền, không có tài nguyên, không có vũ khí, không có sức mạnh. Chuyện nhỏ như con thỏ, chuyện lớn là chỗ này nè. Chuyện lớn là đã bị nhồi sọ ba đời. Cho nên con người không còn nhân, không còn biết nhân lễ nghĩa trí tính nhiều. Những đứa nhỏ nó không có hiểu, trình độ quá thấp. Khi một đứa bây giờ nó chỉ thích vui chơi karaoke, rồi coi đá banh, ăn mặc hở hang chạy ngoài đường, nó chỉ thích nhà thì rỗng tót, mà có nhiêu tiền đó, ra chiếc xe ra để mà hù dọa, để mà nổ. Tao đây là con của ông này và kia, cứ nghe là ăn hiếp nhau bằng những cái hành động thế lực. Cái đó mới là quan trọng. Cái quan trọng còn tiếp tục nữa đó là cái gì nói á, trồng cây phải 100 năm. Huống chi cái nền văn hóa đó rất là hay của trước 75 bị tiêu diệt sắp mất hết rồi. Một người nào mà hôm nay á, mà take over, có nghĩa là thừa hưởng mà khi đảng cộng sản bỏ lại á, thì nó cũng như là đi hút một cái đống rác rất là khổng lồ. Nhưng chỉ có những người phi phàm, nước Việt bị nước Tàu chấn ém gần mấy nghìn năm, không có cơ hội để ngóc đầu, không có sanh ra được nhân tài nữa, thì cho nên Thượng Đế và Hội đồng Chư Phật mới cho những người tài từ trên trời xuống. Tại vì Trung Cộng nó không có lên trời nó ém được, nó không có chấn ém trên trời được. Cho nên những người ở trên đó, người ta có cái đầu óc của xuất thế gian nó khác hơn là đầu óc của học vấn mắt kiến cận thế gian. Thì trong vòng 3 năm nước Việt sẽ xoay đầu lại. Nhưng mà cách nào thì mình không có nói bây giờ nghe. Quý vị nên nhớ 6 quyển sống cơ của Ngài Trạng Trình, tức là vị này. Vị này cũng là Ngài Trạng Trình mà ngoài Bắc người ta rất là trân trọng kính nể đó, là cũng là Đức Quỳnh Phú Sổ, là một người nha. Nếu quý vị nào ngoài Bắc thương ông Trạng Trình thì hôm nay phải thương cái vị này, phải biết cái vị này là ai. Cùng một người nhưng mà vì cái thế gian mang thân phàm á, 100 năm quá ngắn ngủi, Ngài phải tái sanh 5 lần vào miền Nam nước Việt, là sư giải bắn phai, ông Đức Phật Trùm, rồi Đức Bổn Sư, rồi cái xác cuối cùng là anh này. Cái linh hồn chuyển thế Ngài phải tái sanh 5 lần, nhưng mà cái kiếp mà ở ngoài Bắc á, Ngài làm Trạng Trình. Thì Ngài cũng có nói sau này tất cả chư Phật cũng đã tính cho nước Việt. Một người mà lo cho nước Việt mà không có tiền sao là lo. Quý vị nên nhớ là trong nước Việt của mình nó có những cái mà gọi là gì biết trái đất á, bữa giờ nó đảo lộn tùm lum không, khí hậu chỗ nào cần nắng thì nó không nắng, nó mưa. Ở bên Âu Châu á, lúc mùa tuyết á, nó không có tuyết mà lại thành mùa hè nóng, nó đi ngược lại hết. Thì bắt đầu gần đây nó mới đầu chỉnh lại đàng hoàng. Thì trong lòng trái đất cũng vậy. Những cái vàng bạc mà nó chảy trong lòng trái đất á, thì bữa giờ nó chảy về nước Việt nhiều lắm rồi, cho nên đào xuống á. Nhưng mà bây giờ để công ty Mê Linh của Trung Cộng mà miền Nam mà nó khoan nó đào á, toàn là đất sét không à. À, chỉ có một người có chân mệnh, có cái bàn tay
có sẵn. Có người có bàn tay chữ điền như chữ thạch, đó bàn tay này thì là cái chìa khóa. Tin hay không là chờ xem. Khi người nhân thập đi về, tả hữu phò trì, cây cỏ cũng thành binh. Quốc nội quốc ngoại, trên thế gian này ai có cái dấu chỉ tay này, người đó là thiên tử. Còn nếu không có là tiều, còn là nói láo, rồi sẽ bị mất xác mất hồn không hay. Dấu đó đó. Bữa nay mình trở về cái chuyện livestream cũ á, bây giờ mình tắt cái livestream đủ giờ rồi, mệt rồi. Trở về chuyện cũ, đường xưa lối cũ. Thế bây giờ bà con lên quá trời, tới 2000 mấy rồi nè. Hỏi quá trời, nãy giờ chạy đâu giờ mới vô. Quý đình nói chuyện nữa hay sư phụ? Dù đang đói bụng, nãy giờ nói 3 tiếng. Sáng ăn có một chén cơm nhỏ nhỏ, lên đây ngồi nãy giờ 3 tiếng. Ví dụ Vietnamese Town á, là giờ này break time phải không? Cái có mấy đệ tử nó có đồ ăn, ăn tô cơm mà vô nói tiếp. Còn bây giờ là phải tắt luôn rồi đi xuống ăn cơm với trong gia đình, chứ còn break time mình break cái gì mình break.
con ơi lấy lời khuyên nhân sinh qua bao ngàn kiếp luôn hồi quay trở truyền miên kiếp người nhà tiên được tướng cơ trời lại tiên tư mà lòng ra rồi đây nằm dưới chân ta lo cho quân thoi thật an lâu dài lo cho cứ để đôi môi chúng thân sẽ đi ở lại đã chuyên hay lo trời toàn lên tiêu gian mơ đều khắp miền nước non kiếp kiếp mẹ chiếu cho con số trời là đình đâu còn bao xa lo sau xây dựng nước nhà lo cho ba ta đã chiếu xuân trần, con ơi lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh qua bao nhan tiền, luôn ngồi vây chờ truyền miên người, nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thiên nhiên mà. Rồi đây nằm dưới gian xa lo cho con tương lai lâu dài lo cho cứ đời ngày mai chúng sanh sẽ đi ở lại đã duyên anh lo trời còn lên tiên đang cơ mơ đèo khắp miền nước non kinh thiên mẹ chiếu cho con số trời gia đình đâu còn bao xa lo sao xây dựng nước nhà